chú ý xem hai đứa trẻ 3 tuổi lén lút ra ngoài tìm bố. Để tránh bị mẹ phái người đuổi theo, hai đứa bé liền trốn vào chiếc xe hơi sang trọng bên đường. Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc xe hơi này chính là người bố mà chúng đang tìm kiếm. Ê, trẻ con từ đâu ra đây, sao lại chạy vào đây, đi xuống. Tú tránh ra, đừng đụng vào em trai cháu. Các cháu là con nhà ai vậy, biết đây là xe của ai không? Hỏi cháu là con của ai á, nói ra sợ dọa chết chú luôn. Đứa bé này có chút cá tính, vào lúc trợ lý chuẩn bị đuổi hai đứa trẻ xuống xe lại bị tổng tài ngăn lại. Vì anh nhìn thấy dáng hình của mình lúc nhỏ trên khuôn mặt hai đứa trẻ. Sau đó hai đứa trẻ rời đi, tổng tài nghi ngờ chúng có liên quan đến mình. Vì vậy anh yêu cầu trợ lý điều tra về chúng. Hôm sau, trợ lý mang báo cáo đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, kết quả cho thấy hai đứa trẻ thực sự là con của anh. Anh lập tức yêu cầu trợ lý điều tra địa chỉ của hai đứa trẻ. Hôm sau, tổng tài đã đến tìm chúng. Khi người phụ nữ nhìn thấy anh, cô ấy không nhận ra anh ta. Sau đó tổng tài đưa kết quả xét nghiệm cho cô ấy. Cô ta mở ra xem và lập tức hiểu ra. Tiếp theo tổng tài lấy ra chiếc vòng cổ mà cô ấy từng tặng anh. Hóa ra, 5 năm trước em gái của người phụ nữ vì muốn cướp đi hôn phu của cô, đã bí mật cho thuốc vào nước của chị gái, nhằm hủy hoại danh dự của chị gái. Không ngờ vào lúc nguy cấp cô đã chạy thoát, và vô tình gặp tổng tài vừa mới thất tình nên hai người đã phát sinh quan hệ. Khi rời đi cô đã để lại cho anh một chiếc vòng cổ. Không ngờ trên đường về nhà lại gặp phải tai nạn xe hơi. Và người đứng sau chính là hôn phu và em gái của cô. Cả hai vì tài sản của cô, không chỉ gây ra tai nạn, mà còn định đốt cháy cô để giết chết. May mắn thay cô đã sống sót. Sau khi trải qua biến cố cô đã ra nước ngoài. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, cô không chỉ trở thành tổng giám đốc tỷ đô, mà còn âm thầm sinh ra hai đứa con. Mục đích cô trở về nước lần này là để trả thù. Không ngờ ngay sau khi trở về cô đã gặp tổng tài. Và giờ đây cô có thể thực hiện mong muốn của chúng. Vì vậy cô đã mời tổng tài vào nhà. Sau đó cô lấy ra một tấm séc 1 triệu, và muốn thuê tổng tài làm cha cho các con của mình. Cô coi tôi là người như thế nào? Cô coi tôi là loại người gì? Sao, chia ít à, vậy tôi cho thêm 1 triệu, 1 năm 2 triệu, không thì miễn bàn. Mẹ ơi có khách à? Chú chồng quen. Quen nhau sao, không quen. Tôi đồng ý. Quả nhiên, loại người như anh ta. Sao có thể bỏ qua, cơ hội 1 năm 2 triệu, Vũ Sập với Gia Nghĩa rất thông minh, không có giấy đăng ký kết hôn chúng sẽ không tin, đi thôi, chúng ta đi đăng ký. Cho nên con không đoán sai, chú là bố của bọn cháu, đúng vậy, vậy bao năm nay, sao bố không đi tìm bọn con? Vì bố đã trở thành Anchaman, lúc đánh yêu quái. Mất ký ức, mẹ bây giờ, giúp bố nhớ lại rồi, con không tin, không có giấy đăng ký kết hôn, giống như năm bè 7 mối. Thổi phát là tan biến. Những từ này xem được ở đâu vậy? Gia Nghĩa thật sự có bố rồi, bố. Thật sự có giấy đăng ký, nhưng bạn ở lớp con, bố mẹ, đều hôn nhau sao hai người lại không? Hai người không lẽ lừa bọn con à? Tất nhiên là không. Con xem, mẹ không lừa con, được thôi, vậy con miễn cưỡng tin mẹ. Bố không hôn mẹ một cái sao? Hôm nay là một ngày tốt, để chúc mừng gia đình đoàn tụ, hay là chúng ta đến nhà hàng, ngon nhất trong thành phố, Kế Lai Xuân ăn cơm, được ạ. Bố nhất định hôn mẹ. Chuyện gì vậy, tim mình sao đập nhanh vậy? Không, nhất định ảo giác, anh ta chỉ là con vịt, hơn nữa, còn là một con vịt rất thực dụng. Tốt quá rồi anh Lâm Diên, nhờ có anh chúng ta mới hẹn được, phó tổng tập đoàn SK. Anh là hôn phu của em, giúp em là điều nên làm mà. Nhà hàng này anh nhờ quan hệ mới đặt được, nhất định khiến tập đoàn SK cảm nhận thành ý của chúng ta. Chúng ta đặt nhà hàng tốt như vậy, xem ra phó tổng tập đoàn SK, cách nhìn với cố thị chúng ta sẽ cải thiện, như vậy, chúng ta sẽ bàn lại giá thu mua. Cố Ninh, cô ta sao lại ở đây? Cố Ninh, cô vẫn chưa chết. Em gái tốt của tôi, em còn sống, sao tôi nỡ chết, cô? Cố Ninh, cô đừng nghĩ cô chết đi sống lại tìm được gã nghèo nàn. Không mua nổi xe, là có thể phản kháng tôi. Tôi nói cho cô, bây giờ cả tập đoàn Cố Thị, đều là của tôi, cô, không thể trở mình được đâu. Vậy sao, vậy các người mở to mắt, nhìn cho kỹ. Nếu không, tôi sợ các người không biết bản thân chết thế nào. Cố Ninh, trước khi nói phét, có thể soi gương không? Ăn mặc như này cũng dám đến đây. Hay là tôi tiếp tế cho cô? Mua quần áo tử tế, 2000 thế nào? Anh Lâm Diên, 2000, e rằng đuổi người ăn xin đi cũng không đủ,
Ha ha, nhưng nói cũng đúng, gia đình bọn họ nghèo kiết xác, e là một người ăn xin, cũng không bằng, ha ha. Tiền các người giữ làm tang lễ mấy người, tiền viếng, cô. Mẹ, miệng cô này thối quá, chúng ta đừng nói chuyện với bọn họ, được, mẹ chẳng thèm để ý bê họ, chúng ta đi. Có hẹn trước không? Còn cần hẹn trước, không hẹn trước cút đi, chỗ tôi là nhà hàng cao cấp, không phải kẻ ăn xin nào, cũng vào được. Anh Lâm Diên, đúng là buồn cười, em nói cô ta không có tiền còn giả vờ, một gia đình nghèo, còn muốn đến kế Lai Xuân ăn cơm. Cố Ninh, cô không biết nhỉ, nhà hàng này là sản nghiệp của tập đoàn Thượng Nguyên, Lâm gia chúng tôi, vì có hợp tác với tập đoàn Thượng Nguyên, mới hẹn trước được, còn cô, đi ra ngoài và rẽ trái vào quán ven đường, ha ha. Bảo mấy người cửa đón xếp tổng ồn ào cái gì? Không phải tôi giám đốc, là gia đình nghèo này, không hẹn trước còn muốn vào, tôi sợ phiền đón xếp tổng, đang đuổi người đi, giám đốc. Sao ngài đến trước, xếp tổng? Xếp tổng đột nhiên không đến nữa, vị trí đã bao trước, vừa hay có thể cho ngài, ngài thật may mắn đó, để tôi dẫn đường cho ngài. Chỗ bao trước để trống, nên đưa cho khách cao quý hơn chứ, tôi đường đường người thừa kế tập đoàn Lâm Thị, không bằng gia đình nghèo này sao? Đúng vậy giám đốc, đây là ăn xin, không có hẹn trước, sao được vào chỗ xếp tổng được? Bồi dưỡng phục vụ, dạy cậu ăn nói thế à, ngày mai không cần đến, tôi. Hai vị khách, vị trí các vị ở sảnh lớn, còn không vào, hẹn trước có lẽ hủy bỏ, mù mắt chó rồi à, nhà anh Lâm Diên chúng tôi, có hợp tác với tập đoàn Thượng Nguyên, hơn nữa, hôm nay bọn tôi hẹn, là phó tổng tập đoàn SK. Anh lại đề phòng, cho cái nhà này, không thể đặt hẹn trước, bọn ăn xin, chỉ là tuân thủ quy định của tập đoàn, nếu các người không hài lòng, có thể đến tổng bộ khiếu nại tôi, anh. Đợi đã lâu mời vào trong. Cố Ninh đáng chết. Giám đốc, cảm ơn anh vừa giúp đỡ. Tiểu thư, cô cười rồi, tôi chỉ không quen, bọn họ khinh thường người khác, nay nhân viên phục vụ của chúng tôi, đúng là có vấn đề. Coi như bồi thường cho cô, anh khách sáo rồi. Cố tiểu thư, mọi người ngồi đi, tôi còn có việc đi trước, được. Mẹ đi nghe điện, mấy đứa gọi món trước, Gia Nghĩa, Vũ Sập, mấy đứa ngoan nhé. Phó tổng SK sắp đến rồi, chúng ta nắm bắt đón ông ấy. Cố Ninh, sao cô như âm hồn bất tán vậy? Cố Ninh, tôi nói cho cô, vừa nãy tên giám đốc chó má đó, có mắt không thấy Thái Sơn. Mới để đám người hạ đẳng như cô, vào nơi như này, Nhu Nhi, bớt giận đi, em chấp với cô ta làm gì, lát nữa thanh toán cho cô ta thấy. Phó tổng Trần tập đoàn SK sắp đến rồi, chính sự quan trọng. Anh Lâm Diên nói đúng. Nghe thấy chưa, bọn tôi có nhân vật lớn, cần gặp, biết điều thì cút ra xa, không thì cho cô biết tay. Trần phó tổng, ngài cuối cùng đến rồi, sếp Trần, sếp Cố. Sếp Trần, đây, là chuyện gì vậy, ngài không nhận nhầm người chứ, ý gì, lẽ nào sếp tổng tập đoàn SK là Cố Ninh? Đúng vậy, là tôi giống với người. Ngài quen biết à, thực sự quá giống, xin lỗi. Là tôi nhận nhầm. Tôi nói rồi mà, Cố Ninh loại hạ đẳng, sao có quan hệ với tập đoàn SK được. Mẹ đồ ăn lên hết rồi, chúng ta mau đi ăn thôi. Được, xin lỗi nhé chị, nãy không cẩn thận vướng chân chị không sao chứ, vẫn ổn chứ. Vẫn ổn. Người đàn ông này quan tâm chị nhỉ, nhưng anh ta biết chị lúc trước lên giường với Lưu Manh. Hành vi không đúng đắn không, cô? Nhưng mà cũng đúng, giống như chị đây, phụ nữ bất chấp tất cả, cũng chỉ có thể tìm kẻ nghèo, làm kẻ ăn thừa, anh Lâm Diên lúc đó nhìn chúng tôi, may chưa cưới cô, nếu không, sẽ... Cô dám đánh tôi? Tôi liều với cô. Con nhỏ khố kiếp. Anh Lâm Diên, đối thủ của anh là tôi. Cố Nhu xem lại cái miệng cô, nếu không cần, đừng trách tôi làm cô câm, nghe thấy chưa, nghe. Nghe thấy rồi. Mẹ ơi, hôm nay bố có ở lại không? Bố còn có chuyện, mai đến thăm Gia Nghĩa. Mẹ có phải lừa bọn con? Mai Gia Nghĩa dậy lại không có bố. Tất nhiên không phải, bố vẫn luôn ở đây. Yên tâm đi, đúng. Bố không đi ở lại đây, thật không tốt quá rồi. Được rồi, không còn sớm nữa,
nên đi ngủ rồi, nhưng Gia Nghĩa còn muốn hôn chúc ngủ ngon của bố mẹ. Hai người có thể hôn Gia Nghĩa không? Bố mẹ sau khi hôn, trong bụng sẽ có bảo bối. Gia Nghĩa cuối cùng không phải nhỏ nhất. Cố Gia Nghĩa, còn không mau đi ngủ. Đứa trẻ này thật là... Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh, vậy đi anh ngủ trên giường. Tôi ra sofa. Không sao, lát nữa bọn trẻ ngủ rồi tôi sẽ đi. Cũng được. Cố Gia Nghĩa, sao vẫn chưa ngủ? Vũ Sập, sao con đến đây? Con không dễ lừa như Gia Nghĩa. Vũ Sập, sao con nói vậy? Các bạn trong lớp bọn họ nói, mẹ của họ đều dựa vào cánh tay của bố để ngủ. Con cũng muốn nhìn hai người ngủ. Vũ Sập, đây. Hai người quả nhiên là giả vờ. Cô giáo Cố Vũ Sập, bây giờ được chưa? Không được, bố còn phải dỗ mẹ ngủ. Ông bố giả mạo mới, những năm nay mẹ không dễ dàng. Bố phải đối xử tốt với mẹ, ngoắc tay nhé. Được. Bố đồng ý. Chuyện gì, sếp Cố, bên Cố Nhu, không biết lấy đâu ra. Video mọi người tranh cãi, hôm nay ở ghế Lai Xuân, muốn đăng nó lên mạng để, sỉ nhục cô. Thêm độ nóng cho cô ta, tìm thêm tài khoản tiếp thị. Nhưng video nên được đơn giản hóa. Ông như này. Bộ mặt của thương gia ta, bọn họ không dám không cho. Thưa cô, hãy đưa thư mời ra. Chết mìa, quên thư mời rồi, tôi đánh chết cô, Cố Nhu. Cô nghĩ tôi vẫn giống trước sao? Phụ thuộc vào cô sao? Cố Ninh, tôi nói cho cô, 5 năm trước làm Cố gia mất mặt, bố tôi tức chết, chuyện này vẫn chưa xong. Cô đợi đấy cho tôi. Sớm muộn tìm cô trả nợ, Trượng Nghĩ nói thẳng, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, là một lựa chọn tốt. Phu nhân, chỉ là, giữa gia tộc đẳng cấp thấp, có đấu tranh nội bộ, tôi sẽ đuổi bọn họ ra, đợi lát, cậu đi giúp nhà đầu này, để cô ấy vào tiệc. Vâng phu nhân. Nói cho các người, tôi mới là đại tiểu thư danh chính của Cố gia. Loại như cô ta, hạ đẳng tiện ti, đến từ cách nâng giày cho tôi, cũng không có. Ngây ra đấy làm gì, đuổi cô ta ra ngoài. Đợi chút. Anh lại là cái thá gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng đi vào vùng nước bùn này. Nếu không tôi khiến anh không gánh nổi đâu. Sợ chưa? Anh biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh, tôi là khách quý tập đoàn Thượng Nguyên mời tới. Chủ tịch tập đoàn Cố Thị, hôn thê tập đoàn Lâm Thị. Tôi là trợ lý của Phùng phu nhân. Bữa tối từ thiện tối nay là tôi phát thiệp mời cho các đại gia tộc. Sao tôi không biết? Có phát cho tập đoàn Cố Thị. Người đâu? Lôi cô ta ra ngoài. Cô ta cũng không có thư mời, tại sao chỉ bắt tôi? Vị tiểu thư này, hãy đi theo tôi. Sếp Cố, đây là đồ tôi mang theo yêu cầu của cô, được chạm khắc bởi các bậc thầy chạm khắc ngọc bích, trị giá 10 triệu, ngọc thạch sơn thủy, tốt, tự tôi gửi đến phòng triển lãm. Chị chúng ta không ở cửa, đợi đưa thư mời cho mẹ sao? Em ngốc à, mẹ lợi hại như thế, sao lại bị chặn ở ngoài? Chắc chắn vào trong lâu rồi, vậy chúng ta, khó lắm mới trốn ra ngoài, tất nhiên tới thám hiểm rồi, vừa nãy chị thấy rất nhiều đồ ngon, đi chị đưa đi ăn. Đây là bộ sưu tập của mẹ, tượng Ngọc Quan Âm sao, sao lại ở nơi này? Xin chào cô, trong đây là nơi đăng ký đồ sưu tầm. Xin chào, đây là vật tôi đại diện tập đoàn SK mang tới. Được. Cố gia, các người to gan. Dám tùy tiện đấu giá di vật của mẹ. Anh Lâm Diên, may là có anh, nếu không em bị đám coi thường người khác kia đuổi đi rồi. Đều tại Cố Ninh. Đây không phải Tiểu Tam cướp chồng của chị trên mạng sao? Đúng là cô ta, tôi nghe nói cô ta là người Cố gia. Bọn họ đang nói gì? Loại phụ nữ bất chấp tất cả như chị ấy cũng chỉ có thể tìm kẻ nghèo nàn ăn đồ thừa thôi. Chuyện gì vậy? Cái em bảo họ đăng không phải cái này. Cố Nhu, bình tĩnh đi, em không bình tĩnh nổi. Cố Ninh, nhất định là Cố Ninh. Cố Ninh, cô trà trộn vào được rồi. Cố Nhu, nói trà trộn ai qua được cô. Hơn nữa, tôi cũng quang minh, vào từ cửa lớn, không như một số người, rõ là bị đuổi đi rồi, nhưng vẫn cố hết sức quay lại. Cố Ninh, tôi khuyên cô ăn nói sạch sẽ chút, tin trên mạng, có phải cô phát tán,
Xóa hết cho tôi, nếu không tôi để cô đứng vào, quỳ xuống, cũng không phải riêng lỗi tôi. Vật Cố tiểu thư mang tới, tác phẩm nổi tiếng chạm khắc ngọc bích, Ngọc Thạch Sơn Thủy, khởi giá, 10 triệu. Cái gì, đây là sự tồn tại điển hình. Nữ nhân này có lai lịch thế nào, lại dùng vật phẩm quý vậy, làm từ thiện, không nên đánh giá tầm thường. Không thể nào, khi tham gia phiên đấu giá năm ngoái, Ngọc Thạch Sơn Thủy được mua với giá chục triệu, nhưng người mua, không phải cô ta, Ngọc Thạch Sơn Thủy này, chính là đồ giả. Đúng, nhất định là giả, Cố Ninh, tôi nên nói cô ngu xuẩn, hay là cô không biết thật về giá cả thị trường, hay là cô không biết thật về giá cả thị trường, đến làm từ thiện ở buổi đấu giá tập đoàn Thượng Nguyên. Lừa gạt, chưa hề điều tra, đã biết là giả, cần điều tra sao, sự thật mạnh hơn lời nói, lại nghèo nàn như cô, đừng nói mua, thậm chí nhìn thôi, cũng chả xứng. Cố Ninh, dám mang đồ giả tới yến hội từ thiện do Phùng phu nhân tổ chức. Cô là người đầu tiên cũng là cuối cùng, người đâu, báo cảnh sát cho tôi, bắt cô ta lại. Phu nhân hay để tôi đi, đợi đã, từ từ. Đợi xem, cô ấy làm kiểu gì? Cố Ninh, còn lời gì để nói? Vật này thật giả, không phải các người chỉ nói suông là có thể nhận ra. Tin rằng tiệc từ thiện tối nay, Phùng phu nhân nhất định mời, cơ quan kiểm định có thẩm quyền, hãy để ông ấy kiểm định, tin rằng, rất nhanh sẽ có kết quả. Thẩm định viên rất nhanh sẽ tới, mọi người hãy yên lặng, đúng là trò hề không biết trời cao đất dày, Nhu Nhi, giả thì là giả, cho dù mời thẩm định viên tới, có thể kiểm thứ này thành thật chắc, anh Lâm Diên nói đúng, Cố Ninh, tôi đợi xem ngày cô ngồi tù, ấy đúng thật là, còn tưởng được thấy vật thật, kết quả lại là giả, nghĩ là biết, vật giá 10 triệu, sao có thể xuất hiện, trên tay tiểu thư trẻ tuổi vậy, còn mang tới đấu giá từ thiện, xin chào, tôi là thẩm định viên, tập đoàn Thượng Nguyên mời tới, nghe nói ở buổi đấu giá xuất hiện đồ giả tôi tới kiểm định. Cố Ninh, bây giờ quỳ xuống xin tha vẫn kịp, đợi kết quả kiểm định có rồi, e là khóc cũng không biết đi đâu khóc, kiểm định đã bắt đầu rồi, không có đạo lý dừng lại, tôi lại muốn biết, người nào đó sau kiểm định, sẽ như thế nào? Kiểm định đã xong. Kết quả là, Cố Ninh, không chịu quỳ xin tha là không kịp, Nhu Nhi, em tốt quá đấy, kết quả kiểm định ra rồi, nên đưa cô ta vào tù mới đúng. Yên lặng, bây giờ tuyên bố, kết quả kiểm định, Ngọc Thạch Sơn Thủy, được làm bởi bậc thầy chạm khắc, kết quả kiểm định là, thật. Cái gì? Là thật. Không thể nào, sao có thể, Cố Nhu, cô còn gì để nói, tôi thấy người nên bị đuổi đi, có lẽ là cô. Trong đây nên được thanh lọc rồi. Phùng phu nhân, người nể tình Nhu Nhi cũng tham gia, đấu giá vật quý lần này, tha cho cô ấy đi. Cô ta cũng mang vật rồi, bộ sưu tập đấu giá từ thiện của chúng tôi, ít nhất, cũng phải 10 triệu trở lên, Phùng phu nhân. Quan âm ngọc bích điêu khắc này, tôi cùng tập đoàn Lâm Thị mang tới, giá thị trường 30 triệu, Cố Nhu. Bạn nhỏ, bố mẹ đâu, chạy mau. Có hai đứa trẻ làm lọ ẩn, mau bắt chúng lại, rõ, tượng quan âm ngọc bích này, đây là tác phẩm xuất sắc của bậc thầy chạm khắc đầu tiên. Tôi cũng nghe được, tượng quan âm này, bởi một nhà sưu tập vô danh, mua rồi, không ngờ, lại trong tay mấy người. Đây là lúc đầu, Cố Nhu làm quà sinh nhật, tặng cho mẹ tôi, sau đó nghe người, tổ chức tiệc từ thiện, mẹ đã đặc biệt kêu chúng tôi mang qua. Mẹ cậu có lòng, ai người nói gì vậy? Ha ha, kỳ lạ, không đến này đã vỡ ra, khi mình còn nhỏ sao? Tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn? Không lẽ, sao, khó chịu hả? Nếu tôi nói bà già đó, mọi vật quý đều bị tôi đem đi rồi. Hoặc vứt đi rồi, cô có tức chết không? Cố Nhu, cô có tư cách gì lấy gì vật mẹ tôi? Tôi không có tư cách, lẽ nào cô có? Cố Ninh, cô đừng quên, cô là con gái bị Cố gia đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Đừng bắt tôi làm những chuyện xấu cô làm nói thẳng ra. Dù sao cô cũng không xấu hổ, Cố gia tôi vẫn cần. Cố Ninh, không ổn, lẽ nào cô ta phát hiện ra gì? Lừa gạt, tiểu thư Cố Ninh, đây là lời nói sao? Phùng phu nhân, bà hãy mời thẩm định viên, kiểm tra chút. Tượng quan âm này, tôi nghi, là giả, cái gì? Cố Ninh, cô lại dở trò gì nữa? Không phải vừa kiểm rồi sao? Vừa nãy kiểm là vật của tôi, nhưng vật này các người mang tới. Chưa kiểm, cô có ý gì? Tôi chỉ khuyên Phùng phu nhân, kiểm tra xem, tượng Phật này là thật hay giả. Lâm thiếu gia, anh căng thẳng vậy, tôi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phùng phu nhân, là thế này. Tượng quan âm này, từng là vật của mẹ tôi va phải khi còn nhỏ. Phần đế bị thiếu một mảnh, nhưng khi tôi nhìn vào tượng, lại phát hiện đế ngồi không sao cả. Ha ha! Nực cười, sao cô chắc chắn,
Tượng Quan Âm này là tượng năm đó của mẹ cô. Mọi người đều biết, mỗi tác phẩm của bậc thầy Trạm Khắc Ngọc chỉ có một. Thế gian, độc nhất vô nhị, không có tương tự, nếu nói không phải tượng đó của mẹ tôi, vậy chỉ có một khả năng. Nó là giả, cái gì? Anh Lâm Diên, em tặng cho bác gái là đồ thật, đều là thật, chúng ta có thể kiểm định, không sợ cô ta. Như người ta vẫn nói, vàng thật không sợ lừa, kiểm định tượng Quan Âm này rõ là thật. Sao bây giờ lại biến thành, giả rồi, ông nói cái gì? Bắt lấy bọn chúng, đừng để chúng chạy. Bên ngoài sao vậy, sao ồn ào vậy, phu nhân, có hai đứa trẻ chạy lung tung ở yến tiệc, đã sai người bắt chúng lại, nói với họ, trẻ con mà thôi, đừng làm bị thương, rõ. Anh Lâm Diên, tin em tặng anh, đều là vật của bà già đó, nếu có vấn đề nhất định là tại cô ta. Cố Nhu, cô không hiểu sao, anh trai tốt của cô đã âm thầm bán đi, đồ quý rồi, bị người khác bán đứng, còn giúp đếm tiền cho. Anh Lâm Diên, cô ta nói thật không? Nếu là thật sao vừa rồi không nói? Đủ rồi, chỉ là tượng Quan Âm vớ vẩn, tôi bán đi thì sao? Đến giờ cậu vẫn không biết hối cải. Người đâu, bắt hai người này cho tôi, đưa đến đồn cảnh sát. Xem ra tôi sau này, cần suy nghĩ cẩn thận, hợp tác với tập đoàn Lâm Thị. Nếu để bố biết được, mình vì trốn nợ bán Quan Âm, dẫn đến mất đi hợp tác với tập đoàn Thượng Nguyên, nhất định đánh chết mình. Phùng phu nhân, tôi biết sai rồi, bà đừng dừng hợp tác với tập đoàn Lâm Thị. Tôi xin bà, anh Lâm Diên, anh đừng cầu, im mồm cho tôi. Phùng phu nhân, cho tôi thêm cơ hội đi. Phùng phu nhân, Cố Ninh, cô đợi đó, cho thêm cơ hội đi. Đa tạ Phùng phu nhân giúp đỡ, nếu không có bà, tôi e bị bọn họ đổ oan rồi. Tôi thấy cô cư xử lịch sự, không giống lại người như bọn họ nói. Tôi tin, nếu không có tôi, cô cũng biến nguy thành an được. Phùng phu nhân quá khen, thực ra, tôi khá thích cô, tôi hỏi chút, cô kết hôn chưa? Người dùng tạm thời không liên lạc được, chị mẹ vẫn chưa nghe điện à, không ai nghe, làm sao đây? Đừng lo, chị đưa em đi trốn ra ngoài. Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa, còn có một cặp song sinh 5 tuổi, cặp song sinh. Cô đúng là có phúc quá, cô có lẽ không biết, tuổi như tôi á. Thích nhất là cảm giác có cháu trai quanh quẩn, chỉ đáng tiếc, con trai tôi, chỉ quan tâm kinh doanh, cho đến nay vẫn chưa có nơi ổn định, sớm muộn sẽ có. Phùng phu nhân không cần vội, cô nói y như con trai tôi nói vậy, giống hệt nhau, thế này đi, tôi nghĩ, chúng ta lưu lại số điện thoại, đến lúc chúng ta dễ liên lạc, không vấn đề. Phùng phu nhân, tôi còn có chuyện, xin đi trước, cáo từ, được đi đi. Đáng tiếc. Vợ nhà người ta. Bắt lấy chúng, em trai chạy mau. Không được chạy, mau, đưa điện thoại bố mẹ cho ta. Bố mẹ mấy đứa, rốt cục dạy dỗ kiểu gì? Đừng mà, đừng nói với bố mẹ, chú bỏ chúng tôi ra. Chú làm đau em tôi, bỏ, khó lắm mới bắt được. Thả ra lại chạy đi thì sao? Bà nội, mau cứu bọn cháu. Phu nhân, đây là đứa trẻ lúc nãy, chạy loạn cần bắt lại. Đưa bọn chúng cho tôi, cậu lui xuống đi. Rõ. Hai đứa trẻ này trông thật đẹp. Thật đẹp. Đặc biệt bé trai, giống Hạ Vũ lúc nhỏ, đáng tiếc, vợ với con đều không phải của nhà mình. Nói cho bà, các cháu tên gì, sao lại chạy loạn ở đây? Bà cháu tên Cố Gia Nghĩa, đây là chị cháu Cố Vũ Sập, cháu ở mẫu giáo Đế Dị, học tới lớp chung rồi. Hôm nay các cháu tới, làm gì, bố mẹ các cháu đâu? Bọn cháu tới đưa cho mẹ, thư mời, xin lỗi bà làm phiền tới bà, không sao, biết sửa sai là đứa trẻ ngoan. Tập đoàn SK. Xin chào, cho hỏi có người tên Thương Hạ Vũ không? Có, ở phòng riêng phía trước. Được làm phiền rồi. Đến đi Hạ Vũ, uống cùng em một ly. Hạ Vũ, đến đây, em mời anh một ly. Xin lỗi, tối nay tôi không uống. Hóa ra là nghe nói, sếp Thương gần đây ngoan hơn. Hôm nay thấy, tin rồi. Triệu đại tiểu thư. Thực sự không được, đừng đứng im chờ chết nữa, chúng tôi cũng có thể. Hạ Vũ, dù gì uống chút đi. Anh cứ từ chối thế. Không sợ em buồn sao? Bỏ anh ta ra. Cô là ai, từ đâu xông đến? Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết, người đàn ông trước mặt cô, là của tôi.
lấy tiền của tôi, lại còn ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm. Có phải thấy tôi hiền quá? Tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất rửa tay gác kiếm, còn bị tôi bắt anh đi bồi rượu, đánh gãy chân anh. Cả ba chân. Thứ hai chúng ta ly hôn, hai đứa trẻ với anh sau này, không còn quan hệ gì. Cô uy hiếp tôi, bây giờ đi với tôi đền tiền cho anh, phạt rượu tôi uống thay anh. Không đi với tôi, gặp nhau ở cục dân chính, 3 giây không đáp lại, tôi coi như anh đồng ý. Rượu của anh, uống xong rồi. Mời anh thực hiện giao ước. Cô, trời đất cảnh tượng này thật thú vị, sếp Thương kết hôn rồi, hơn nữa. Còn là người vợ dữ tợn. Cố Ninh cô say rồi. Thương Hạ Vũ, anh đẹp trai thế này, có lẽ không ít người muốn nuôi anh, đáng tiếc. Anh là của tôi, đúng. Nếu đã là người của tôi, sau này, anh không được uống rượu, với phụ nữ khác. Nếu không, anh thảm rồi. Nhưng em không được nhắc tới ly hôn nữa. Vậy phải xem biểu hiện của anh. Gia Nghĩa, Vũ Sập, mau lên, thu dọn đồ đạc, không muộn đến nhà trẻ. Mẹ cuối cùng tỉnh rồi, hôm qua em uống nhiều, muốn để em ngủ thêm, nên không gọi em dậy. Tối qua. Cảm ơn, không sao. Chị em cảm thấy, giữa bố với mẹ, có gì kỳ quái, đúng là có chút, nhưng em yên tâm, bọn họ sắp không thấy lạ nữa rồi. Bố mẹ, con với Gia Nghĩa, đến nhà trẻ đây. Đi đường cẩn thận. Đói rồi chứ, trong đây vẫn còn bánh mì và sữa, ăn chút rồi hãy đi làm. Chuyện tối qua là ngoài ý muốn, hơn nữa mình với anh ấy, theo hợp đồng, cũng không phải tình một đêm. Không còn kịp nữa rồi. Em đi làm trước. Bây giờ mẹ ở văn phòng của con, cho con 1 tiếng mau đến đây. Nếu không, mẹ đích thân tìm con hồ ly tinh đó, gặng hỏi cho rõ. Hồ ly tinh. Không ổn. Con cuối cùng cũng đến. Mẹ muốn xem hồ ly tinh nào muốn bám lấy con hồ ly tinh đấy đâu. Hồ ly tinh gì? Mẹ nghe ở đâu ra? Chuyện tối qua, sếp Lưu nói với mẹ rồi. Ông ấy nói, người phụ nữ kéo con đi, còn nói đã kết hôn rồi. Đúng là nực cười, chuyện con trai mình kết hôn, lại là người ngoài, nói cho mẹ biết. Gần đây bận quá, bận. Mẹ thấy con bận, bên con hồ ly tinh kia. Sếp Lưu nói, người nữ đó còn nói lời sằng bậy, không hiểu chút quy tắc gì. Vậy, ý của mẹ là, ly hôn, nhất định phải ly hôn. Sau đó, mẹ tìm cho con người vợ tốt. Tối qua, mẹ ở yến tiệc, tìm được một người rất tốt cho con. Cô ấy tên, mẹ, bọn con đã có con rồi, không thể ly hôn. Cái gì, có con? Mẹ đừng quá bận tâm nữa. Đợi thời cơ chín muồi, con sẽ đưa bọn họ về nhà. Được không mẹ về đi trước đi. Con còn có việc, nhưng, sếp Thương. Con phải chuẩn bị làm việc rồi, mẹ còn gì không? Đi điều tra cho tôi, Hạ Vũ đã ở đâu 2 ngày qua, nếu có tin tức có con, nhất định phải báo cho tôi chi tiết. Bà nội cháu tên Cố Gia Nghĩa, đây là chị cháu Cố Vũ Sập, chúng cháu học lớp chung, nhà trẻ đế dị, 2 đứa trẻ đó, cũng ở nhà trẻ đế dị. Bà nội, sao bà lại đến, bà tới thăm Gia Nghĩa, và chị phải không? Đúng vậy, Gia Nghĩa lại đẹp trai thêm rồi. Phu nhân lần này đến là tìm người. Gia Nghĩa à, cháu có biết ở nhà trẻ này, có đứa trẻ họ Thương không? Họ Thương? Có, ở bên cạnh chị, cậu ta tên Thương Diệp,
Nhưng, cậu dám cướp đồ chơi của tôi, cậu biết mẹ tôi là ai không? Không được bắt nạt Yi. Ai bảo cậu lo chuyện bao đồng, không được chị ơi, nguy hiểm. Ấy, bạn nhỏ đang làm gì đấy? Không được đánh nhau. Phu nhân, có cần đi lên nhận thiếu gia không? Không cần, chúng ta đi thôi. Hôm nay học ở trường thế nào? Hôm nay cố Vũ Sập không nghe lời con đập cậu ấy một trận. Con trai ta thật giỏi, ai dám bắt nạt, con cứ đánh cho mẹ, ai dám bắt nạt Diệp Diệp ta. Tôi tuyệt đối không để cô vào cửa thương gia, con của con và cô gái kia, ở nhà trẻ đấy gì, không sai chứ, sao mẹ biết? Mẹ điều tra, mẹ là mẹ con không thể quản con à, mẹ không chỉ điều tra, còn nhìn thấy con trai con, đánh thương con nhà người ta, gia phong như thế nuôi dưỡng vậy, sao xứng vào cửa tập đoàn Thượng Nguyên? Gia nghĩa với đứa trẻ khác, đánh nhau. Người nghe tạm thời không bắt máy. Sếp Cố, báo giá chứng khoán, tóm tắt phân tích của tập đoàn Cố Thị. Hai nhà Cố Lâm gần đây có động thái gì không? Nghe nói, Lâm Diên cờ bạc điều tra ra, đã bị Lâm trưởng bối cấm túc. Phía Cố gia, bắt đầu bị ngân hàng thúc giục. Tôi còn tra ra, Cố Nhu muốn tham gia yến tiệc, là muốn mượn sức của Thượng Nguyên, hợp tác với doanh nghiệp khác, nhưng vì chuyện đồ giả, toàn bộ đổ bể rồi, cô ta rất nhanh sẽ tìm tôi. Sếp Cố đoán không sai, vừa lúc nãy, Cố Nhu gọi điện cho tôi, tập đoàn Cố Thị bây giờ đã, sức cùng lực tận, chúng ta có thể nhân cơ hội, thu mua nó, với giá cực thấp. Cố Nhu tùy tiện xử lý di vật của mẹ tôi, trực tiếp thu mua Cố Thị, vậy là dễ cho cô ta, ý của sếp Cố là, muốn cô ta khuynh ra bại sản. Không chỉ tiền và công ty, không giữ lại bất cứ gì. Vậy chúng ta, nên làm gì tiếp? Giờ cổ phiếu Cố Thị ở điểm rất thấp, sắp xếp nhà giao dịch hàng đầu, mua cổ phiếu này, cho cổ phiếu Cố Thị phục hồi. Sau đó... Rõ, tôi đi làm ngay. Bố đến rồi, bố đến đón con với Vũ Sập về nhà. Không có bố đón, bọn con cũng có thể đi về được. Vũ Sập giờ đã là trẻ lớn rồi. Bố đừng nghe chị, Gia Nghĩa muốn bố đón. Được, bố sau này sẽ luôn đến. Gia Nghĩa... Bố hỏi con một chuyện. Hôm nay có một bà nội đến tìm các con không? Có á, nhưng chị với Thương Diệp có chút mâu thuẫn, Gia Nghĩa ra giúp chị. Bà liền đi rồi, vậy con với chị có bị thương không? Con không đâu, con còn đánh thắng cơ. Có vẻ đứa trẻ mẹ nói, đúng là Vũ Sập, nhưng Vũ Sập vẫn đáng yêu nghe lời, tuyệt đối không có tính cách cậy thế bắt nạt, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Mẹ cũng tới đón bọn con. Sao anh lại đến? Không nên để cô ấy biết Vũ Sập, đánh nhau ở nhà trẻ, tránh Vũ Sập bị mắng. Buổi sáng đón bọn trẻ tan học, không thể nuốt lời. Bố mẹ cùng đến đón, Gia Nghĩa hạnh phúc quá. Sếp Thương, bản tin chứng khoán mới nhất. Cổ phiếu của Cố Thị, có chút kỳ quái, có vẻ như có ai đang kiểm soát, phục hồi cổ phiếu, nó diễn ra suốt 2 ngày rồi. Cổ phiếu Cố Thị muốn phục hồi, đòi hỏi một lượng lớn chuỗi vốn, và các nhà giao dịch hàng đầu vậy mới làm hai việc này cùng một lúc, trừ chúng ta ra, thì có mỗi tập đoàn SK, nhưng cũng không giống, là SK muốn thu mua, làm gì có ai thu mua, lại tăng giá cổ phiếu cho họ, không có hợp tác, lại giúp Cố Thị thao túng cổ phiếu. Lẽ nào SK muốn làm rỗng Cố Thị, vậy sao, các người hãy mở to mắt, nhìn cho kỹ, nếu không, tôi e các người không biết, bản thân chết thế nào, có phải cô ấy không? Nếu cô ấy có năng lực lớn vậy, sẽ không bị Cố Nhu bắt nạt vậy. Sếp Thương, đi, hãy để nhà giao dịch theo dõi SK và mua vào. Sau đó tiết lộ tin tức cho SK. Rõ. Xem ra ông trời đang giúp tôi. SK gì, tập đoàn Thượng Nguyên gì, đợi Cố Thị phục hồi lại, xem tôi xử lý thế nào, đám các người. Nhưng sếp Cố, chuyện cổ phiếu phục hồi, rất kỳ lạ. Tôi lo có người cố ý làm vậy, muốn hại Cố Thị. Tập đoàn Cố Thị đã biến thành dạng quỷ rồi, còn có người hao tổn tâm trí, tính kế tập đoàn Cố Thị, nhưng nhìn từ góc độ thị trường chứng khoán tăng và giảm, cút. Phân tích tài chính nhảm nhí gì vậy, lại dám chất vấn tôi, cút, mang cấp dưới của anh, cút đi cho tôi. Nhu Nhi, em sao vậy? Tức giận như vậy, còn không phải tiện nhân Cố Ninh, giữ lại đám phế vật. Không chút tác dụng gì. Hứ.
cổ phiếu này có xu hướng tăng, thực sự tuyệt vời, nếu có thể lợi dụng, có thể đưa tập đoàn Cố Thị chết đi sống lại. Anh Lâm Diên, đây là ai? Lời nói nghe, có chút đạo lý. Đây là nhà phân tích tài chính Lý Uy, anh ấy làm trong ngành, có uy quyền nổi tiếng, rất hữu ích, đặc biệt đưa đến cho em. Vậy anh nói xem, tình hình tập đoàn Cố Thị nên phát triển thế nào? Cố Nhu không dễ tin tưởng người khác, nhưng lợi dụng điểm yếu của cô ấy về tài chính. Nói với cô ta, nếu muốn cổ phiếu tiếp tục tăng, phải thanh toán mọi khoản nợ của ngân hàng. Như vậy, xong hết các khoản nợ, sẽ càng có nhiều người mua cổ phiếu tập đoàn Cố Thị. Nói nhẹ nhàng thế, bây giờ Cố Thị lấy đâu ra nhiều tiền để trả nợ? Không vội, tôi tin, rất nhanh sẽ có người đưa vốn tới. Anh Lâm Diên, anh không lẽ bị tên ngốc này lừa rồi? Sao nhanh như vậy được? Sếp Trần, sếp Cố, chúng tôi muốn mua Cố Thị với giá cao, không biết sếp Cố có đồng ý. Xin lỗi, bây giờ Cố Thị không dự tính bán, không còn chuyện gì tôi cúp máy. Đợi đã, không nghĩ thu mua, đầu tư thì sao? Chúng tôi tình nguyện đầu tư vào Cố Thị, qua được khó khăn. Anh đoán đúng rồi, sếp Trần, tập đoàn SK hẹn tôi chuyện đầu tư. Vốn không phải đã đến rồi sao? Ngày mai, lúc ký hợp đồng, có thể đưa tôi theo. Tôi giúp cô xác định, là một cái bẫy, xem ra anh ta đúng là có chút bản lĩnh, mang theo chắc cũng chả sao. Còn về Lâm Diên, khi tập đoàn Cố Thị chưa hồi phục, Lâm Thị còn chút giá trị, không được đắc tội. Anh Lâm Diên, hay là mai anh đi cùng em, có tập đoàn Lâm Thị, người tập đoàn SK cũng không dám làm gì. Nhu Nhi, em thật sự muốn đưa anh đi cùng à? Tất nhiên rồi, nhưng lúc ăn cơm với sếp Trần bên SK, phải ăn mặc lộng lẫy, mấy bộ năm ngoái, lỗi thời rồi. Chuyện nhỏ, bây giờ anh đưa em đi mua. Sếp Cố, Lý Uy thành công, có tín nhiệm của Cố Nhu, mọi chuyện cô giao phó, đã làm xong hết rồi, vất vả rồi, bây giờ, ngồi chờ cá cắn câu, mẹ. Mẹ có thể đừng làm việc nữa, ở bên bọn con được không? Được, là mẹ sai, không làm việc nữa, chơi với con được không? Biết sửa sai là mẹ ngoan. Mẹ, quần áo cửa hàng kia đẹp quá, bố nói rồi, chỉ cần mẹ thích, bố sẽ mua cho mẹ, là một cửa hàng, đặt may nổi tiếng sao? Quần áo bên trong đắt tiền, một bộ quần áo trị giá bằng lương nửa đời người bình thường, vào xem đi. Mình sẽ đưa tiền cho anh ấy sau, được. Đi thôi, Vũ Sập Gia Nghĩa. Anh đưa Gia Nghĩa qua kia, được. Xem đi Vũ Sập. Mẹ, mẹ muốn tiết kiệm tiền cho bố à? Xuyệt. Mẹ chỉ lo bố không mang đủ tiền, tuyệt đối đừng nói cho bố, biết chưa? Vũ Sập cũng sẽ chọn một bộ, váy rẻ hơn một chút, không làm phiền tới bố. Vũ Sập thật ngoan, mẹ, bộ lễ phục này thật đẹp. Đồ thối tha chạm gì vậy? Mẹ, bộ lễ phục này thật đẹp. Đồ thối tha chạm gì vậy? Đây là cửa hàng cao cấp nhất, thuộc tập đoàn Thượng Nguyên. Quần áo ở đây, không phải ai cũng đụng vào được. Không cho chạm vào cứ nói sao lại đánh trẻ con. Sếp Cố, sếp Lâm, hai người đến rồi, mẫu mới nhất của chúng tôi. Mau tới xem, cô à, rõ ràng là mẹ cháu tới trước. Rất xin lỗi, như các người, mua ở mục giá đặc biệt, cũng so được với sếp Cố, sếp Lâm, cô, đi phục vụ bọn họ. Rất xin lỗi đừng để bụng cô ấy, có yêu cầu gì, cứ nói với tôi là được. Được, vậy quần áo tôi mua, có phải tất cả được tính là hoa hồng của cô? Đúng vậy, vậy thì. Đúng là nực cười, có vài người, cứ thích ra vẻ ta đây, hoa hồng cho một chiếc váy của tôi, nhiều hơn chiếc váy của cô, đắt hơn vài trăm lần. Đúng không, anh Lâm Diên, đúng, Nhu Nhi nhà ta, nói đúng, đi, mang những bộ đắt nhất ở tiệm qua đây. Vâng. Sếp Cố, bộ này chỉ có một bộ trên thế giới, cũng chỉ có khí chất của cô, mới xứng với nó, đẹp. Không tệ, sếp Cố, sếp Lâm, bộ này giá 3 triệu, cô xem. Nhu Nhi, anh cảm thấy bộ này không hợp với em như thế, chúng ta xem bộ khác. Bộ khác, bên này cũng có. Phiên bản giới hạn này khá tốt, cô mang cho tôi xem đi.
Bộ này, không phải ai cũng xem được, nếu bị rách bị tổn hại, bán cô cũng không đền nổi, cút ra cho tôi. Nhưng cái gì mà nhưng, của tiệm cao cấp như chúng ta, không phải phục vụ cho đám người lố lăng, còn không nhận thức được sao? Tôi thấy cô nên cút mau đi, đúng là nực cười, hóa ra có vài người, đến tư cách thử, quần áo cao cấp, cũng không có, hạ đẳng chính là hạ đẳng, biết điều thì mau cút ra ngoài, đừng ở đây làm vướng mắt người khác. Bộ này, tôi lấy. Loại nghèo hèn như cô, còn muốn quần áo cao cấp, e là lương nửa đời của cô cộng vào, cũng chưa chắc mua được một bộ. Yên tâm, anh quen với sếp của tiệm này, anh nói một tiếng có thể giảm giá cho chúng ta. Cố Ninh à Cố Ninh, cô muốn tôi nói gì về cô đây? Sao cô lại tìm gã đàn ông, chỉ biết nói phét thế? Đúng là nực cười, mấy người biết sếp của tiệm này là ai không? Là sếp tổng của tập đoàn Thượng Nguyên, nhân vật như thế các người bình thường gặp mặt còn khó. Còn quen biết, giảm giá. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đúng vậy, còn không mau, đuổi bọn họ ra ngoài. Nghe thấy chưa, không nghe thấy sếp Cố với sếp Lâm nói à, còn không mau cút đi. Sếp người dạy làm việc như vậy à, chưa thấy bất kỳ nơi nào, nhân viên có thể đuổi khách ra ngoài. Mẹ nói đúng, chân ở trên người chúng ta có thể tự đi ở tùy ý, còn mấy người đều là xấu xa, đứa trẻ thối ở đâu ra, người lớn nói chuyện lại chen vào. Đồ súc sinh, ta đánh chết mày. Giám đốc các người sắp tới, tôi khuyên cô nên dừng lại có chừng mực. Anh nghĩ anh là ai? Giám đốc là anh muốn gọi, là có thể đến sao? Đúng vậy. Muốn đến, cũng phải nể mặt Lâm gia, với Cố gia. Các người là cái thá gì? Giám đốc, anh đến rồi, tiệm chúng ta có một vài, người ra mặt dày, đuổi cũng không đi. Ngài thương, Cố tiểu thư, ra là hai người tới. Anh nhận nhầm người rồi. Vị này mới là sếp tổng Cố thị, đứng trước mặt anh, là đám vớ vẩn thôi. Im mồm cho tôi, cô đắc tội khách quý. Từ hôm nay không cần đi làm nữa, khách quý. Sao có thể? Còn không mau cút. Ngài thương, Cố tiểu thư, người dưới quyền tôi đã cẩu thả, xin đừng chê bai. Mau đóng gói, bộ quần áo, Cố tiểu thư muốn. Cố tiểu thư, xin đợi lát. Cố tiểu thư, đây là bộ quần áo tiểu thư muốn đã đóng gói. Sau này tới cửa tiệm, tất cả quần áo được giảm 50%. Giảm 50%. Tôi quen biết ngài thương đã lâu, cũng nhận đãi ngộ, giảm 50% mà thôi, có là gì? Lâm gia tôi, hợp tác với Thượng Nguyên lâu như vậy. Lại như cô ta được giảm 50%, cho chúng tôi ưu đãi đi. Đúng vậy, không thì, anh Lâm Diên chúng tôi cáo trạng anh, với sếp tổng anh, cô. Anh Lâm Diên, có quan hệ với sếp tổng Thượng Nguyên không tệ đâu, nếu anh còn thiên vị và lừa dối, vậy mọi người, đều xong đời. Vậy mọi người, đều xong đời. Tôi nghe nói, Phùng Phu Nhân đã tuyên bố, ở tiệc từ thiện, không còn hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, mấy người quên rồi à? Chúng tôi là tạm thời không hợp tác mà thôi, đợi qua ngày mai, họ sẽ tới xin chúng tôi hợp tác. Hơn nữa Phùng Phu Nhân không hợp tác với chúng tôi, liên quan gì tới sếp tổng các người liên tục nói rất thân thiết với sếp tổng. Không biết có cách gì chứng minh không, chúng tôi, các người, xứng với sếp tổng chúng tôi. Nhìn lại mình xem, chú giám đốc, chị này vẫn luôn, chăm sóc chúng cháu, chú sau này có thể, chăm sóc chị ấy nhiều hơn không? Tiểu thư đã nói rồi, tất nhiên là được. Hôm nay cô làm tốt. Tôi đặt cách cô chuyển chính thức trước, cô chuyển tiếp đón Cố tiểu thư, vâng thưa giám đốc. Được rồi, chúng ta nên đi rồi. Bốn vị đi nhé. Anh Lâm Diên, chúng ta cũng đi. Ai cho các người đi, hoặc là trả tiền, hoặc là để đồ lại, khinh, dựa vào gì không cho đi, mà bọn họ đi được. Tôi cảnh cáo anh, tôi là sếp tổng tập đoàn Cố thị, anh chọc tức tôi, sau ngày mai, cho anh đẹp mặt, tránh ra cho tôi. Các người im mồm cho tôi, nghe thấy chưa? Cố Ninh, đều tại cô, hôm nay cô khiến tôi chịu ấm ức, tôi trả lại gấp trăm lần, cô đợi đấy. Vị tiểu thư này, làm hỏng quần áo phải bồi thường. Người đâu? Bắt cô ta lại. Nếu cô ta không bồi thường, đưa đến đồn cảnh sát, rõ. Anh Lâm Diên. Các người buông tay ra, đừng đụng vào tôi.
sếp tổng tập đoàn Cố Thị, ngã trong cửa hàng đồ hiệu cao cấp nổi tiếng, và phải bồi thường hàng triệu. Cái này đứa nào làm? Mẹ, là con làm, ở dưới chân Cố Nhu. Con vứt một hòn bi. Con biết vứt thứ này dưới đất là hành vi rất nguy hiểm không? Con biết, nhưng cho con thêm cơ hội nữa, con vẫn sẽ làm như vậy. Tại sao? Hai người đó luôn bắt nạt mẹ, con không muốn họ bắt nạt mẹ, con muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình này. Vũ Sập, cách bảo vệ mẹ có nhiều lắm, mẹ không muốn con dùng cách này, làm hại người khác. Mấy ngày nay, con ngoan ngoãn ở nhà suy xét lại. Mẹ đừng giận chị nữa. Chuyện gì, sếp Thương, lão gia sắp về nước rồi. Hơn nữa ông ấy đã biết, chuyện anh đã kết hôn và có con. Phu nhân nói để anh tự lo liệu. Hôm đó nói với Vũ Sập, có phải nặng lời quá không? Hay là tối nay nói chuyện lại với con bé? Sếp Cố, Cố Nhu đã ký rồi, thỏa thuận rủi ro của chúng ta. Nhưng không biết vì sao, cô ta lấy gia sản Cố gia thế chấp cho mình, yêu cầu thêm một số tiền. Lẽ nào cách làm của Vũ Sập, vô tình giúp mình, khoản nợ ngân hàng của Cố gia đã trả hết. Tốt, thông báo xuống, thu lưới, vâng. Sao lại như vậy, tôi đã thế chấp toàn bộ gia sản cả tài sản. Cuối cùng sao lại kết quả thế này? Lý Uy đâu, gọi anh ta lại đây. Lý Uy, đã không đi làm 2 ngày. Cái gì, mình nhất định phải nghĩ cách. Đúng rồi, Lâm Diên, tập đoàn Lâm Thị nhất định giúp mình. Anh Lâm Diên cứu em, chúng ta bị tên lừa đảo Lý Uy lừa rồi. Lần này tập đoàn Cố Thị thật sự không ổn rồi. Anh Lâm Diên, cô có mặt mũi tới, hất cho tôi. Không phải cô câu dẫn con trai tôi, Lâm gia sao có thể tổn hại một nửa gia sản. Mau cút cho tôi, đừng để tôi thấy cô nữa. Bác à, bác cứu cháu, bác để cháu gặp anh Lâm Diên một lần thôi, để cháu nói chuyện với anh ấy. Đúng là tiện nhân, hiểu tiếng người không, hất tiếp cho tôi, khi nào đi thì thôi. Cút mau cho tôi, bà già chết tiệt. Bà dựa cái gì đối xử với tôi như thế, Lâm gia các người đáng chết. Ai vậy, sếp tổng chúng tôi muốn gặp cô, sếp Trần, bây giờ cô đến nơi hẹn trước, được. Bây giờ tôi qua. Chỉ cần định xếp tổng tập đoàn SK, Cố Thị nhất định sẽ phục hồi lại. Sếp Trần, sao lại hẹn ở nơi quỷ quái này? Đúng là đen đủi. Cố Ninh, sao lại là cô? Lần nào gặp cô cũng đen đủi, đồ sao chổi. Đây là nơi cô luôn sợ hãi, từ bé tới lớn. Lúc đầu, tôi luôn không biết vì sao. Sau này hiểu rồi. Một số người làm nhiều chuyện khuất tất. Sợ đêm có quỷ tới gõ cửa. Sao, sợ rồi, xem ra cô chưa quên. Lúc đầu cô hại bố mẹ chết thế nào? Cô nói bậy, bây giờ bọn họ nhất định hối hận. Lúc đầu nhặt cô về nuôi. Rõ là do cô lên giường với gã đàn ông khác, bọn họ bị tức chết, đều là do cô. Sếp Trần, sếp tổng SK rốt cục ở đây không? Nếu không ở đây, chúng ta mau đi thôi. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Cố tổng. Cái gì? Không thể nào. Nhất định là ảo giác, tôi phải ra khỏi đây. Cố Ninh, là tiện nhân cô lên kế hoạch hại tôi. Tôi liều với cô. Cấm động, Cố Ninh, bỏ tôi ra. Liều mạng với tôi. Cố Nhu, cô thấy cô bây giờ có tư cách liều với tôi không? Cố Ninh, bây giờ cô làm được gì tôi? Dù gì bố mẹ cô không quay về bên cô được nữa rồi. Cô có biết lúc họ chết đau khổ thế nào không? Cô nói cái gì? Chết không nhắm mắt, chị. Sao cô lại làm như thế? Tôi không có,
Tôi chỉ đổi mặt người phụ nữ, câu dẫn đàn ông thành mặt cô, lên mạng mà thôi. Bà ta không tin tưởng cô, chỉ vì chút chuyện này nên tìm tới cái chết. Cho nên tôi đích thân giải quyết giúp bà ta. Giúp bà ta giải thoát đau khổ. Tôi giết cô. Cố Ninh, tôi đố kỵ với cô. Cô sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Dựa vào cái gì tôi sinh ra lại bị vứt bỏ? Tôi ghen với cô tới mức điên cuồng. Tôi không có được tất cả của cô, vậy tôi sẽ hủy hoại tất cả. Tôi muốn thấy cô khó chịu. Cố Ninh, cô cướp mọi thứ của tôi. Cô hủy tất cả của tôi. Tôi phải giết cô, lời này tôi nói mới đúng. Nếu như không phải cô, tôi đâu phải rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Cái gì là tất cả của cô? Thứ mà cô có vốn dĩ là của tôi. Của cô, tôi dựa bản lĩnh cướp lấy là của tôi. Hãy trách bố mẹ cô, trách họ nhặt tôi về. Đây là cái giá phải trả. Cô đáng chết. Có bản lĩnh giết tôi đi, nếu không tôi sẽ lại quay lại. Tôi nhất định khiến cô chết không chỗ chôn. Giết cô. Chỉ làm bẩn tay tôi. Tôi phải khiến cô sống. Không bằng chết, nhốt cô ta vào viện tâm thần. Nhốt cho tới lúc chết. Không, tôi không muốn đến đó. Tôi không muốn. Đi ra. Chị. Em xin chị tha cho em lần này. Lần này thôi, em bảo đảm sau này không xuất hiện trước mặt chị nữa. Có được không? Cố Ninh, cô sẽ không chết yên đâu. Đợi ngày tôi ra được, tôi phải khiến cô xuống địa ngục. Mang đi, đi. Bố, mẹ, mọi người ăn nghỉ đi. Con sẽ không làm mất Cố Thị nữa. Mẹ, ngày mai con có thể không đi học không? Sao vậy bảo bối, sao đột nhiên không muốn đi học? Thương Diệp gần đây được, tập đoàn lớn nhận rồi. Tại sao bạn ấy được nhận, con không muốn đi học nữa? Cậu ta càng ngày thích bắt nạt bọn con. Có mấy bạn học bị cậu ta bắt nạt phải chuyển đi rồi. Cái gì, lại có chuyện này nữa? Mai mẹ sẽ đến nhà trẻ với con, nói chuyện với cô giáo. Cảm ơn mẹ. Mẹ ra Nghĩa yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sát sao. Làm phiền rồi. Là mẹ của Gia Nghĩa và Vũ Sập à? Đúng, cô mau đến. Vũ Sập với đứa trẻ khác đánh nhau. Cái gì? Thấy người không to, gan lại không bé. Biết con trai ta là ai không dám bắt nạt nó. Cậu ta bắt nạt em trai cháu trước. Giỏi lắm, nhà đầu không giáo dưỡng. Hôm nay mẹ mày không có đây, để ta dạy dỗ lại mày. Cô thử động vào con gái tôi xem. Cô là mẹ của súc sinh này sao? Quả nhiên. Mẹ thế nào thì con thế nấy. Câu này không sai tí nào. Nói tôi thì được, không được nói mẹ tôi. Ta nói cô ta thì sao? Ta còn nói mày nữa. Mày là cái thá gì? Chỉ là nha đầu từ quê lên, cũng xứng nói chuyện với ta. Khuyên cô nói chuyện sạch sẽ chút. Nay ra đường chưa đánh răng mà miệng thối như vậy. Cô nói ai hả? Ai tiếp lời là người đó. Sao? Do tay không dùng được. Hoặc IQ không đủ cao, nghe không hiểu tiếng người. Cô gì mà cô? Được, cô đợi đấy. Mẹ con không muốn nói chuyện với cô này nữa, con muốn về nhà. Được, mẹ đưa con về nhà. Đứng lại, mẹ tôi nói rồi, không cho các người đi. Không được đi, chuyện cháu bắt nạt con cô, còn chưa tính sổ đâu. Còn dây dưa, dừng trách cô đánh trẻ con. Được lắm, các người đợi bà nội tôi đến, tôi cho các người đẹp mặt. Bà nội. Hóa ra là tiểu Gia Nghĩa. Đây là, bà nội là của mình tôi, mấy người cút cho tôi. Mẹ, chị Gia Nghĩa đâu? Gia Nghĩa là em trai tôi, cậu không được bắt nạt, cậu ta cướp bà nội tôi bắt nạt cậu ta. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bác gái, bác phải làm chủ cho Diệp Nhi. Đứa trẻ này, luôn bắt nạt Diệp Nhi, cháu tìm cô ta phân xử. Cô ta không chỉ mắng cháu, không phân biệt đúng sai, muốn đánh cháu. Nếu không cháu cũng không làm phiền bác gái đâu. Cô ta mắng cháu ghê gớm, còn mắng Diệp Nhi là nghiệt chủng. Một mình cháu, nuôi Diệp Nhi không dễ dàng. Cô Nhi quả mẫu này, còn bị bọn họ bắt nạt. Hóa ra là tiểu thư Cố Ninh. Sao, hai đứa trẻ này là con cháu à? Phùng phu nhân. Bác gái, cô ta mang theo con mắng cháu với Diệp Nhi. Biết người biết mặt không biết lòng, bác dừng để cô ta lừa. Tôi vẫn chưa đến mức già bị hoa mắt đâu. Nhân cách của Cố Ninh và hai đứa trẻ này, tôi yên tâm 100%. Còn cô, toàn ý nghĩ xấu xa. Sao, muốn tôi làm bia đỡ đạn hả? Không có mà bác gái, là Diệp Nhi nói sai.
Bà nội, mẹ không có mang bọn cháu mắng cô này. Cô này, mắng cháu với mẹ, tao cảnh cáo mày lũ súc sinh, còn nói lời này với bà nội tao. Tao không khách khí với các người. Không khách khí với ai? Với các người là cái thá gì? Ông bà nội tao là chủ tịch tập đoàn Thượng Nguyên, gia đình nghèo như mấy người, xứng nói chuyện với tôi không? Còn gọi nữa, tôi sẽ nát miệng mấy người. Nam Mạt, đây là con trai ngoan cô dạy hả? Hôm nay cậy thế thương gia xé miệng người khác, ngày mai có thể giết người bất chấp luật pháp. Bác gái không phải vậy, cho dù Diệp Nhi giết người, nó còn nhỏ cũng không bị phán trọng tội. Hơn nữa, Diệp Nhi cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Ý của cô là, nếu thực sự có suy nghĩ ấy, cô vẫn bao che cho nó. Cô đừng suy diễn ở đây, lúc nào tôi nói như vậy. Còn cô, không phải vì cô, Diệp Nhi cũng không vậy. Bác gái, vừa nãy những lời mắng, do người phụ nữ này dạy, bác cũng biết, Diệp Nhi thông minh từ bé. Học một lát là biết, còn không câm mồm cho tôi, thật là mất mặt. Phùng phu nhân, không còn sớm nữa, tôi đưa bọn trẻ về. Đợi đã, đừng vội đi, sao vậy? Lúc trước, hai đứa trẻ này khi đưa thư mời cho cô, tôi mới biết, cô là người của tập đoàn SK. Tôi muốn hỏi chút, cô là thế nào ở SK? Tôi là trợ lý của sếp tổng, thay cô ấy tham dự yến tiệc. Vậy tốt quá rồi, ngày kia là thọ thần của tôi sẽ tổ chức yến tiệc. Ở nhà chúng tôi, cô là trợ lý sếp tổng, chẳng phải có thể tham gia sao? Có lẽ được, tốt quá rồi, vậy hôm kia tôi đợi cô ở yến thọ, còn cả gia đình cô nữa, lúc đó nhất định đến nhé. Vâng. Thực sự quá tốt rồi, ngóng sao ngóng trăng, cuối cùng ngóng được cô tới rồi. Hai đứa trẻ không tới sao? Trẻ con ồn ào, sợ sẽ ảnh hưởng yến thọ của bà, cho nên tôi để chúng ở nhà, nhưng chúng đều chuẩn bị quà mừng thọ cho bà, không biết bà có thích không? Thích, tất nhiên là thích. Chồng cô không rảnh sao? Anh ấy dường như không thích tham dự lại tiệc này. Nếu mà mang con vịt đó đến, nhỡ có người trong chuồng vịt nhìn thấy thì sao? E là bữa tiệc này sẽ bị phá hỏng. Xem ra, quan hệ Cố Ninh với chồng không được tốt, vậy điều này có nghĩa Hạ Vũ nhà ta có hy vọng rồi. Được rồi, không sao, nào chúng ta vào đi. Phùng phu nhân, nếu bà có việc, cứ đi trước đi. Được, tôi đi tìm con trai. Vâng. Yến tiệc này, người đến tham dự đều là thương gia hào môn, nhân vật máu mặt. Sao, cấp bậc trợ lý như cô, cũng xứng vào đây làm mất mặt. Tôi là trợ lý, còn cô? Con trai tôi là người kế thừa tập đoàn Thượng Nguyên sau này. Còn cô, cũng đáng để so sánh. Cô nói con trai cô, là người kế thừa tập đoàn Thượng Nguyên sau này. Cô có bằng chứng không? Buổi họp báo công bố của tập đoàn Thượng Nguyên, công khai cô với con trai cô không? Cô hiểu cái gì? Chưa công khai là vì, con trai tôi còn nhỏ. Nhỏ, tôi thấy là không danh chính ngôn thuận. Im mồm. Cô dám đánh tôi, đánh cô thì sao? Tôi chỉ không cẩn thận, hất rượu vang, lên người cô sao? Cũng đâu cần sỉ nhục tôi, còn đánh tôi nữa, sao lại còn đánh ở đây chứ? Đúng vậy, trông đẹp thế, lại độc ác vậy. Không ngờ, cha con ta lâu ngày không gặp, lại đối đầu gay gắt như vậy. Con cũng không ngờ. Lâu vậy không gặp mặt, mới gặp mặt, cha liền ép con cưới phụ nữ đó. Cái gì mà ta ép con? Con và Mạt Nhi thanh mai trúc mã, vốn dĩ có một đoạn tình cảm. Hơn nữa, 5 năm trước con bé rời đi, không phải giải thích với con rồi sao? Con muốn thế nào? Đoạn tình cảm đó, là mong muốn của cha. Con nói cái gì mong muốn? Đứa trẻ đó là của con, cô ta nói thì là của con sao? Con không có gì với cô ta, là con uống say lấy đi sự trong trắng của con bé. Giấy trắng mực đen này chính là chứng cứ. Con còn có gì muốn nói? Đứa trẻ này, con nhận, cũng phải nhận, không nhận, cũng phải nhận, nếu bị truyền thông vạch trần, con biết, sẽ khiến tập đoàn Thượng Nguyên, chịu hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Con đã kết hôn, cũng có con rồi, con đối với vợ con, chịu trách nhiệm đến cùng, loại phụ nữ hạ đẳng nghèo hèn đó. Làm thế nào vào được cửa thương gia ta? Đừng nghĩ cha không biết, bọn ta tuyệt đối không chấp nhận. Ly hôn. Bắt buộc ly hôn, không ai được xen vào hôn nhân của con, cha cũng không được. Khốn kiếp. Thứ khốn kiếp. Tôi cũng không phải người vô lý và không bao dung. Chỉ cần cô chịu xin lỗi tôi có thể không truy cứu. Chuyện cô đánh tôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi cũng không phải người vô lý và không bao dung. Chỉ cần cô chịu xin lỗi tôi có thể không truy cứu. Chuyện cô đánh tôi, tại sao tôi phải xin lỗi? Tại sao,
cô không chỉ đánh người ta bị thương, còn phá hoại yến thọ hôm nay. Cô không xin lỗi ai xin lỗi. Đúng vậy, cô không chỉ xin lỗi cô ấy, còn phải xin lỗi Phùng Linh Ngọc, cũng chả biết chó mèo, từ đâu xông tới, lại không biết đạo lý vậy. Đúng là đen đủi, xin lỗi, xin lỗi, tứ phía ở đây đều có camera, có thể phái người đi tra xem, là ai động thủ trước, sau đó quay lại phán đúng sai cũng không muộn. Xảy ra chuyện gì rồi? Anh Hạ Vũ, anh cuối cùng đến rồi. Sao anh đến đây, không phải nói không cho anh xuất hiện sao? Không lẽ, Nam Mạt cũng thành kim chủ của anh ấy? Cảm giác bị cướp mất con vịt đến tay rồi. Rốt cục là sao? Sao cô nói chuyện với anh Hạ Vũ như vậy? Anh ấy là sếp tổng. Cho dù là sếp tổng, mời đến cũng không được. Cô nói vớ vẩn gì vậy? Nói vớ vẩn gì? Anh ấy là người đàn ông của tôi. Tôi quen biết lâu với anh Hạ Vũ. Hai chúng tôi mới xứng. Quen biết lâu thì đã sao? Chúng tôi mới là chính thức. Chính thức thì đã sao? Chính thức? Anh Hạ Vũ, đủ rồi. Giải tán đi, giải tán hết đi. Các người vây quanh cái gì? Thiệt tình. Sếp thương, tôi tìm cô lâu lắm rồi, anh, hình như nhận nhầm người rồi. Tôi cũng cảm thấy thế, chắc tôi nhận nhầm người rồi. Anh Hạ Vũ, sao anh lại? Nam Mạt tiểu thư, tiểu thiếu gia Thương Diệp đợi cô ở phòng lâu lắm rồi. Chúng ta đi tìm cậu ấy, đợi đã. Cô lại muốn làm gì? Nếu cô là phu nhân sếp tổng Thượng Nguyên, thì đừng nghĩ tới chồng người khác, muốn sự chú ý của vị này. Tôi khuyên cô từ bỏ đi, cô nói gì vậy? Nam Mạt tiểu thư, tiểu thiếu gia chắc sốt ruột lắm. Bây giờ chúng ta đi. Nhưng mà tôi, đừng nhưng nữa. Tiểu thiếu gia đợi lâu rồi. Tiểu thiếu gia gấp. Chuyện của anh về em sẽ tính sổ. Thật sự không hiểu, rõ là có con rồi. Cũng được nhận về rồi. Vinh hoa phú quý bày trước mặt còn tranh với em. Đợi đã, anh không phải sếp tổng Thượng Nguyên. Mời đến cho cô ta đấy chứ. Anh. Đúng là người đàn ông tốt. Vì người mình yêu, lại có thể làm đến bước này. Nếu có cơ hội, thật sự muốn gặp anh ấy. Em thật sự muốn gặp anh ấy. Không. Em chỉ muốn xem là người đàn ông thế nào, lại có thể độ lượng vậy. Giới quyền quý thật loạn. Đừng nghịch nữa. Gọi anh đến, không phải muốn làm chuyện ấy sao? Mạt Nhi, anh nhớ em chết đi được. Mau chóng giải quyết đi. Nhẹ chút. Đau. Em bảo anh điều tra Cố Ninh thế nào rồi, có lẽ mai có kết quả. Ngoài ra, anh phải nhắc em một chuyện. Cái gì? Thương Hạ Vũ có vẻ nghi ngờ thân phận của Diệp Nhi. Anh ta không phải vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Diệp Nhi sao? Còn cái gì? Chỉ cần Thương lão già đó còn, anh ta có thể lật trời chắc. Anh ta cho người đi kiểm chứng, báo cáo kiểm định cha con rồi. Có lẽ rất nhanh, sẽ biết báo cáo đó là giả. Anh khuyên em, vẫn nên chuẩn bị sớm đi. Em tuyệt đối không để anh ta thành công. Sếp Thương, báo cáo này, quả nhiên là giả. Có báo cáo giả này. Xem cô rảo biện kiểu gì. Chuyện gì, thiếu gia không ổn rồi. Nam Mạt tiểu thư rạch tay tự sát. Thế nào, nghiêm trọng không? Cũng may vết thương không sâu. Không nghiêm trọng lắm, quay về bồi bổ là được. Mạt Nhi à, cháu đang làm gì vậy? Đang yên sao lại rạch tay tự sát? Đúng vậy, cháu nói lỡ như có mệnh hệ gì, còn tưởng Thương gia chúng ta ngược đãi cháu. Cháu nói bác trai, ăn nói thế nào với bố mẹ đã mất của cháu, là lỗi của Mạt Nhi. Mạt Nhi xin lỗi bác trai bác gái, khiến hai người lo lắng. Chỉ là, gần đây cháu nghe mọi người nói. Diệp Nhi không phải con của anh Hạ Vũ, dẫn đến anh Hạ Vũ. Không tin Diệp Nhi, Mạt Nhi không còn cách nào khác, mới dùng cách này, chứng minh trong sạch của bản thân. Diệp Nhi đứa trẻ này, thông minh lanh lợi, hoạt bát vận động, so với Hạ Vũ lúc nhỏ như được đúc ra, ai dám nói Thương Diệp không phải con của Thương gia, tôi không đồng ý. Còn có chứng cứ có thể chứng minh cái gì, người ta đã dùng cách, tự sát rồi chứng minh trong sạch, còn chứng minh gì nữa, thực sự không còn gì chứng minh, công ty còn có việc con đi trước. Thương Hạ Vũ, sớm muộn thì anh là của tôi. Anh đến rồi. Gia Nghĩa, bây giờ con cảm thấy sao? Bụng con đau lắm, có phải con sắp chết rồi? Không đâu, mẹ không để con xảy ra chuyện. Gia Nghĩa, Gia Nghĩa hãy kiên trì. Mẹ ở ngoài đợi con.
Người nhà dừng bước. Mẹ chúng ta có nên nói cho bố không? Bác sĩ, đứa trẻ sao rồi? Yên tâm đi, thoát vị bệnh ở trẻ em, phẫu thuật rất thành công, không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, cảm ơn bác sĩ, không sao. Sao cô ta ở đây? Vũ Sập, con đưa Giang Nghĩa tới phòng bệnh, mẹ đi hỏi bác sĩ có gì cần chú ý không? Lần này coi như hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, chuyện này thật sự nguy hiểm quá, hay là chúng ta thu tay đi, dù sao chúng ta thời gian này, được không ít lợi từ tập đoàn Thượng Nguyên, sống bình yên phần đời còn lại rồi, không được, bây giờ thu tay, có lỗi với vết thương của em, hơn nữa, lần này là cơ hội trời cho, thương lão già đó, nhất quyết nhận Diệp Nhi. Chúng ta muốn một nửa tài sản tập đoàn Thượng Nguyên, không quá đáng, lỡ như chuyện bị lộ, bọn họ biết, Diệp Nhi không có quan hệ huyết thống thì sao? Bọn họ tha cho Diệp Nhi, tha cho chúng ta không? Xếp tổng tập đoàn Thượng Nguyên họ thương. Thương Diệp lại không phải con anh ta, người nào ra đây đi? Người nào ra đây đi, tôi đã thấy người rồi. Nếu mà còn không chịu ra, mình sẽ ngồi không chờ chết. Không gian trong phòng bệnh vốn đã nhỏ, không lâu nữa, hắn sẽ phát hiện ra mình. Chính là lúc này. Đáng chết. Không có vấn đề gì. Có lẽ có thể xuất viện rồi, lẽ nào là cô ta nghe trộm? Anh bây giờ tới viện một chuyến, phải nhanh. Thế nào, thấy chưa, phải cô ta không? Không chắc, đêm qua ánh sáng quá mờ, dáng người có phần giống nhau. Cô ta là người em bảo anh điều tra, chính là cô ta. Sao, có vấn đề gì sao? Cô ta không phải trợ lý em nói, mà là sếp tổng tập đoàn SK. Sếp tổng. Tin tức đáng tin không? 80%. Nếu là sếp tổng SK, SK và tập đoàn Thượng Nguyên liên hôn, tại sao truyền thông không nhắc tới? Còn có hai lão già thương gia kia, có vẻ không biết chuyện này. Nếu cô đã là phu nhân sếp tổng, đừng nghĩ tới chồng người khác, muốn sự chú ý của người này, tôi khuyên cô từ bỏ đi. Lẽ nào, cô ta không biết, Thương Hạ Vũ là sếp tổng tập đoàn Thượng Nguyên, mình phải tìm cơ hội thăm dò. Anh còn tra ra một tin, có thể có ích với em, liên quan, tập đoàn Cố Thị tiền nhiệm. Chuyện của Cố Nhu. Sao lại là cô, sếp Cố, đã lâu không gặp, chúng ta trò chuyện đi. Tôi không có gì nói cả, lẽ nào tối qua nghe được cái gì? Sợ rồi à, tôi không hứng thú với chuyện của cô. Vậy cô có hứng thú với chuyện của Hạ Vũ không? Cô rốt cục muốn gì? Tôi muốn các người ly hôn. Đã có một sếp Thương, lại có thêm một Thương Hạ Vũ. Sao, họ Thương giúp phong thủy nhà cô à? Theo đuổi như vậy, tôi cảnh cáo cô mà muốn làm mưa làm gió, cút về Thương gia, xem ra, cô ta thật sự không biết, Thương Hạ Vũ là sếp tổng tập đoàn Thượng Nguyên rồi. Nếu đã như vậy, cô không phải vẫn luôn tò mò, tại sao theo đuổi anh Hạ Vũ không ngừng sao? Bởi vì, Thương Diệp, là con của anh Hạ Vũ. Cô nói cái gì, cô có được yêu thích của anh Hạ Vũ, chẳng qua là vì sinh được cặp sinh đôi, vậy cô tưởng tượng xem, nếu như giữa hai người không có con. Cô đoán, anh ta thích cô không? Ai dám động vào con tôi liều với người đó. Cô muốn làm gì? Nam mặt phải không? Tôi mặc kệ Thương Diệp là con ai. Chuyện cô với Thương gia, tôi không muốn cuốn vào. Nhưng nếu cô đụng vào giới hạn của tôi, động vào con tôi sẽ dùng hết tất cả tài sản và tính mạng, khiến cô sống không bằng chết. Ghi âm đã gửi đi rồi, mau chỉnh lại rồi gửi em. Cố Ninh, cô đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô. Anh Hạ Vũ, đây là canh gà, Mặt Nhi đích thân làm cho anh, biết vẫn chưa ăn cơm, đặc biệt làm cho anh, cô tới làm gì? Ra ngoài, anh Hạ Vũ, Mặt Nhi giúp anh đấm vai. Tôi bảo cô ra ngoài, nghe không hiểu à, tại sao đối tốt anh coi như không thấy, anh lại cứ yêu người, có mưu đồ. Cái gì, anh Hạ Vũ, anh bị lợi dụng rồi, anh nghĩ rằng Cố Ninh cô ta. Tại sao có thể lên vị trí sếp tổng SK,
Còn không phải vì cô ta là tình nhân chủ tịch SK. Trong tim cô ta vốn không có anh, cô ấy lại là sếp tổng SK mình vẫn luôn tìm. Tôi không có hứng thú với Hạ Vũ, chỉ chơi bời mà thôi, nhưng nếu đụng vào giới hạn của tôi sẽ dùng toàn bộ gia tài khiến anh ta sống không bằng chết. Sếp Cố, cô làm như vậy có lỗi với anh Hạ Vũ không? Vậy đã sao, cô nghĩ tôi dựa vào gì ngồi lên vị trí sếp tổng? Thương Hạ Vũ nhỏ bé, có thể so được chủ tịch tập đoàn SK không? Nghe thấy chưa? Anh Hạ Vũ, anh làm gì? Tôi sẽ không nghe ai, để tìm hiểu vợ mình, cho nên thứ đồ này bớt xuất hiện trước mắt tôi đi. Anh Hạ Vũ, em, còn nữa, sau này cô làm phiền Cố Ninh, tôi không tha cho cô. Cố Ninh, cô đợi đấy, vị trí thiếu phu nhân Thượng Nguyên, chỉ có thể là tôi. Tung tích của Cố Nhu, tìm được rồi, nhưng, cần em giúp đỡ. Được thôi, em qua ngay. Nam Mạc tiểu thư, là ở đây. Cô là Cố Nhu. Bảo Bảo ngoan, mẹ chải tóc cho con được không? Trước khi đến, tôi đã điều tra tập tính cuộc sống của cô. Tôi biết cô giả điên, chi bằng chúng ta bàn bạc. Chúng ta có cùng kẻ địch, đó là Cố Ninh. Cô hận cô ta không ít hơn tôi đâu. Cô chỉ thiếu một cơ hội báo thù thôi, còn tôi có thể cho cô cơ hội này. Không ngờ tôi biến thành bộ dạng giống quỷ này, vẫn còn giá trị lợi dụng mạng Cố Ninh cô ta. Đáng tiền đó, vậy cô đồng ý rồi. Nói nghe xem, kế hoạch gì? Chủ tịch SK sắp về nước, sẽ tổ chức yến hội thương nghiệp. Tôi muốn cô thay tôi giết Cố Ninh. Đến lúc đó, tôi sẽ lấy thân phận tập đoàn Thượng Nguyên, bảo đảm cô an toàn. Một lời đã định. Sếp Cố, chủ tịch tới rồi. Đã lâu không gặp, A Ninh không nhận ra anh rồi. Đã lâu không gặp. Không phải đã nói là em đi đón anh sao? Đặc biệt về sớm một ngày là muốn cho em bất ngờ. Nghe nói em sát nhập rồi tập đoàn Cố Thị, còn tìm thấy bố của Gia Nghĩa và Vũ Sập. Em biết ngay anh muốn hóng hớt. Chuyện này nói 3 ngày 3 đêm cũng không xong. Đi, chúng ta đi uống rượu, không say không về, được. Nghe nói chủ tịch SK ra nước ngoài, hôm sau còn tổ chức yến hội thương nghiệp, đưa thư mời tới toàn bộ tập đoàn trong thành phố. Vậy thì đã sao, cô nghĩ tôi dựa vào gì ngồi lên vị trí sếp tổng, Thương Hạ Vũ nhỏ bé, so với chủ tịch tập đoàn SK không? Sao vậy, bây giờ em đang ở đâu? Trước khi chuyện Thương Diệp kết luận, không nên dây dưa nhiều với anh ấy. Em ở nhà chuẩn bị ngủ, nếu không có chuyện gì, vậy cúp đây. Sau này ấy, anh biết không? Xảy ra. Sao anh lại ở đây? Câu này anh hỏi mới đúng. Sao em lại ở đây? Em với bạn nói chuyện. Bạn thế nào, cần em lừa anh tới gặp tình nhân Tiểu Tam. Anh có thể sỉ nhục em, không được sỉ nhục anh ấy. Anh đừng quên chúng ta là gì. Chuyện của em anh bớt quản, đừng vượt qua ranh giới. Được. Đây là em nói. Đây là Cố Ninh Cố Tiểu Thư à. Cô ấy có bản lĩnh lắm. Về nước không lâu, liền kết hợp SK lấy được tập đoàn Cố Thị. Nghe nói chủ tịch Lục SK lần này đích thân mời cô ấy tới tham gia dạ yến, quan hệ không tệ. Tôi còn nghe nói tập đoàn Cố Thị này vốn dĩ là của Cố Ninh, kết quả lại bị em gái nuôi cướp mất. Bây giờ xem ra không phải thoải mái làm nữ chủ sao? Người này sao lại cảm giác dường như quen biết, ảo giác sao? Hôm nay A Ninh rất xinh đẹp, không biết lát nữa có thể mời em khiêu vũ bài đầu tiên yến hội không? Sao vậy A Ninh? Không có gì, chỉ cảm thấy lòng hơi bất an. Đang lo Gia Nghĩa với Vũ Sập hả? Yên tâm, hai đứa tuy nhỏ, rất đáng yêu tinh nghịch, mưu mô lại nhiều, lát nữa lại không biết chạy nhảy ở đâu. Nói cũng đúng, sếp Lục, ngưỡng mộ từ lâu, chúng ta có thể uống vài ly. Mời.
Người đẹp, có hứng thú uống một ly với mấy anh không? Không hứng thú. Trang điểm đẹp như thế, không phải để ghi điểm sao? Vớ thanh cao gì chứ? Tránh ra, chúng tôi không tránh thì sao? Đừng động vào tôi, cút. An Ninh, em thế nào, có bị thương không? Anh. Cũng đúng, ở đây là tiệc của tập đoàn, vịt như anh ta, sao có thể vào được? Mày là ai, dám động vào tao? Sếp Lục, là người phụ nữ này, là cô ta câu dẫn. Không sai, chúng tôi suýt nữa, lên đường với cô ta rồi. Loại phụ nữ đê tiện, anh nên đuổi cô ta đi, nếu không sau này sẽ có nhiều ông chủ như anh. Đau khổ, đúng. Đau khổ. Anh nói, sếp tổng tập đoàn SK chúng tôi, câu dẫn công ty nhỏ như các anh. Cái gì, sếp tổng? Các người coi trọng bản thân quá rồi. Sếp Cố, hóa ra Cố Ninh tiểu thư, là vị kia như rồng thấy đầu không thấy đuôi. Sếp tổng SK, trời đất, điều này quá thú vị. Người vợ dữ tợn của sếp Thương, cũng ghê gớm quá đi. Người đâu, đuổi hai bọn họ ra ngoài, liệt vào danh sách đen. Sếp Lục, chúng tôi sai rồi, có mắt không thấy Thái Sơn. Lần này tha cho chúng tôi đi. Anh, tập đoàn SK các người, sao lại như này? Khinh, chỉ là một con khốn, dựa vào đàn ông lên sao? Có gì giỏi đâu, rõ là cô ta câu dẫn chúng ta trước, bây giờ còn đuổi ta ra ngoài, trò gì không biết. Đúng vậy, lại để phụ nữ ngồi lên vị trí sếp tổng, tập đoàn sớm muộn bị sụp, chúng ta đợi ngày hắn phá sản, chúng ta đi. Cố Ninh này, đàn ông nào cũng câu, cũng không biết loại hàng gì. Anh Hạ Vũ, anh đợi em. Anh Hạ Vũ đợi em. Đó là Cố Ninh à? Hình như là chủ tịch Lục. Anh Hạ Vũ, Cố Ninh này không phải đăng ký với anh rồi à? Sao vẫn còn dụ dỗ đàn ông khác? Không lẽ như người ta nói, là dựa vào chủ tịch Lục thượng vị, nếu là em, tuyệt đối không giống cô ta. Đứng núi này trông núi nọ, Cố Ninh này, thật là xấu hổ cho phụ nữ. Đủ rồi. Từ trước em chỉ coi anh là bố của đám trẻ, hoặc là người không quan trọng. Anh có thể sỉ nhục em, không được sỉ nhục anh ấy. Nếu đã như vậy anh tôn trọng lựa chọn của em. Quay về đi. Tập đoàn Thượng Nguyên, tham gia tiệc tối nay không? Không có ý nghĩa gì. Được thôi, Mặt Nhi sẽ gọi điện cho bác gái, nấu món ngon cho anh. Bảo Bảo, Lâm Diên. Bảo Bảo, vì em, cái gì anh cũng tình nguyện. Sếp Lâm, anh đáng ghét. Con gái các em nói ghét, chẳng phải là thích sao? Hay tối nay tới nhà anh để mèo nhà anh, biểu diễn lộn nhào cho em xem. Cô trừng mắt nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, tôi móc mắt cô ra. Cô ta dám nhìn ông anh. Cút ra, Lâm Diên. Anh không nhận ra em. Cô là ai? Tại sao tôi phải nhớ cô? Anh bây giờ dám nói chuyện với tôi như thế? Cố Nhu, sao cô lại ở đây? Không phải cô ở viện tâm thần sao? Hóa ra anh vẫn luôn biết tôi ở đó, nhưng anh chưa từng nghĩ cứu tôi. Cố Nhu, nói thật với cô, hai ta ở bên nhau. Chỉ là lợi dụng nhau thôi, vốn dĩ, tôi chiều chuộng cô còn có thể kéo dài thêm chút. Trách thì trách bản thân rơi vào bẫy của Cố Ninh, anh im mồm cho tôi. Anh có biết khi tôi mang thai con của anh? Ở viện tâm thần, bị bọn họ giày vò sảy thai, không có ngày nào không mong chờ anh đến cứu tôi. Anh thì sao, mới vài ngày, đã có phụ nữ khác. Chỉ là đứa trẻ thôi, cô muốn có, nào, bây giờ tôi cho cô. Không cần nữa. Cố Nhu, con điên này cô muốn làm gì? Tôi muốn ăn thịt anh, uống máu anh. Móc mắt anh ra, đặt trên đầu giường nhà tôi, để anh ngày nào cũng thấy tôi, chỉ nhìn tôi thôi. Lâm Diên, đây là kết cục khi anh có lỗi với tôi. Đây là cái giá của anh, cứu mạng với, giết người rồi. Cố Nhu, cô làm thật à, tôi chưa từng nghĩ, chơi giả vờ với anh. Lâm Diên, lần này, anh còn trốn được không? Cứu mạng với giết người rồi. Sao vậy, có kẻ giết người? Cố Ninh, không ổn. Kẻ điên giết người, không lẽ là Cố Nhu? Không được, mình cũng phải đi xem. Trong đây xảy ra chuyện gì? Cố Ninh, cứu tôi. Tôi sai rồi. Tôi bảo đảm, sau này không làm khó cô nữa. Bảo tôi rẽ đông tôi không rẽ tây. Cố Nhu, sao lại ở đây? Lâm Diên.
anh chính là thằng tồi. Đúng, tôi là thằng tồi. Tôi tồi còn tốt hơn. Con điên như cô, đều tại cô, hủy hoại tất cả của tôi. Bây giờ cô vừa lòng rồi, vui vẻ rồi, Cố Nhu, Cố Ninh. Cô không chết yên đâu. Cô rơi vào kết cục này, đều do cô tự chuốc lấy, liên quan gì tới tôi ép cô ở bên anh ta sao, hay tôi ép cô thế chấp Cố Thị. Tôi tự chuốc lấy, nợ cô cũng không thoát được đâu. Cố Ninh, tôi nói rồi, chỉ cần ngày tôi ra được, tôi nhất định xé xác cô. Cô biết thời gian này tôi sống thế nào không? Chị, sống không bằng chết, chị. Nhưng cô biết không, tôi bị những người đó xúc phạm cắn xé và làm nhục. Thực sự trong lòng tôi có cảm giác tiếc nuối, tôi lại hối hận bắt nạt cô, hối hận đặt mọi thứ của cô. Nhưng tôi rất nhanh, lại dập tắt ý nghĩ ngu ngốc này. Điều duy nhất tôi hối hận, không diệt trừ được cô, trừ hậu họa sau này. Bây giờ tôi học được bài học của mình, tôi phải đâm qua tim cô, cắt cô thành từng mảnh, khiến cô không thể chết đi sống lại. Cô, nằm, mơ. Tôi ghét nhất là, nằm mơ. Cố Ninh, em không sao chứ? Thật sự là anh, đừng sợ, có anh đây, anh không để ai hại em. Người đâu, mau lôi cô ta ra, cô. Không sao, ngoan, sắp xong rồi, lớn như vậy rồi, còn sợ đau, trong mắt tôi, cô ấy là một đứa trẻ, có chồng như anh đúng là hạnh phúc, xong rồi, tôi băng xong rồi. Cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, em có lẽ, không phải em ở bên Lục Huyền, sao không bảo vệ em, anh ta đi giải tán đám đông, không biết Cố Nhu hại em. Thời điểm quan trọng này, anh ta nên bên cạnh em, bảo vệ em không rời xa, nếu anh đi trước một phút, em mất mạng rồi. Đi trước một phút, anh đến bữa tiệc sao? Có đến, anh còn thấy hai người, đứng cạnh nhau rất thân thiết. Em với anh ta không phải như anh nghĩ. Vậy là thế nào? 5 năm trước, Cố Nhu phóng hỏa thiêu em, anh ấy cứu em, nếu như không có anh ấy, em không sống tới bây giờ. Em không muốn giải thích cái gì, em không muốn bị người khác hiểu lầm. Xem ra, mình đã hiểu lầm cô ấy. Nhưng, có chuyện rất kỳ lạ. Cố Nhu đã bị em đưa vào viện tâm thần, canh chừng cho tới chết, sao lại xuất hiện ở bữa tiệc? Có người nhằm tới em, muốn hại em. Là ai ta? Có mắt như mù, tôi không dám nữa, dám bắt nạt phu nhân nhà tao, tôi không dám nữa, xem mày còn dám không? Đánh tiếp cho tôi, đánh đến khi chúng phục, tôi phục rồi, chúng tôi phục thật rồi. Đánh đến khi phục, đánh, alo, sếp thương. Bọn họ được hầu hạ chu đáo rồi. Yên tâm đi, hai con gà, cậu đi điều tra xem, Cố Nhu sao ra ngoài được. Tra được chưa? Đã tra ra rồi sếp thương. Theo lời của viện tâm thần, một người đàn ông đón ra. Đưa nhiều tiền hối lộ bác sĩ, đàn ông. Đàn ông thế nào? Ảnh từ camera đã gửi anh rồi, anh xem qua. Điều tra hắn ta, mọi nhất cử nhất động, rõ, sếp thương. Em hình như nhận ra người đàn ông này. Xin lỗi, em tò mò quá, cho nên mới. Không sao, em sao biết người đàn ông này. Nói xem, như vậy, thời gian tìm ra và điều tra người này ngắn đi rất nhiều. Đúng lúc mình cần thăm dò, anh ấy với Nam Mặt là thế nào? Còn Thương Diệp, có phải con của anh ấy không? Thời gian trước em đến viện, thấy Nam Mặt thân thiết với người này. Nghe trộm được vài chuyện, em đến viện tại sao em lại đến viện? Gia Nghĩa bị bệnh ở viện 2 ngày, bây giờ hồi phục rồi. Sao không nói cho anh, đây không phải trọng điểm. Chuyện này sau hãy nói xem. Em nghe trộm được gì? Trước khi nói em muốn hỏi anh một chuyện, anh với sếp thương, rốt cuộc có quan hệ gì? Liên quan tới sếp thương. Cũng liên quan tới Thượng Nguyên. Thương Diệp không phải con của sếp thương. Hơn nữa Nam Mạt, để Thương Diệp nhận chủ tịch Thương, là muốn chia tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên. Ra là như vậy, mình nên đoán ra rồi. Điểm kỳ lạ là, không biết sao Nam Mạt làm khó em, còn nghĩ cách, muốn em ly hôn với anh, thậm chí còn nói với em. Nói cái gì, cô ta nói, Thương Diệp là con anh. Con anh. Cho nên, anh với Nam Mạt, còn xếp Thương nữa. Rốt cuộc có quan hệ gì? Cô ta nghĩ cách, muốn em ly hôn anh, lẽ nào? Mấy người đang là mối tình tay ba,
Sếp thương yêu lắm nhưng không có được, lại vì anh là bạn cũ, cho nên bất đắc dĩ từ bỏ. Cái não nhỏ bé của em, từ sáng tới tối chứa gì vậy? Quan hệ của mấy người, thật là ngoằn ngoèo và kỳ quái, nghĩ mãi không hiểu. Sau này em sẽ biết. Sau này. Không quá lâu đâu. Sếp thương, tôi tìm ra người đàn ông này rồi. Sao cô không làm theo kế hoạch, phải chọc giận gã tội đó? Cô có biết vì cô, mọi thứ tan tành rồi không? Kế hoạch của cô là, ở bữa tiệc, rắc rượu lên Cố Ninh, rồi nhân lúc cô ta thay đồ giết cô ta. Khinh, thật thấp hèn, cô nói cái gì, tôi có thể ở hội trường, giết cả ba luôn rồi. Cô không tới giúp, lại còn sai người bắt tôi. Cô không cần mặt mũi, là thần kinh, tôi không phải, bây giờ tôi là người có tiếng tăm. Con trai tôi, sau này là người kế thừa tập đoàn Thượng Nguyên. Tôi có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống. Sếp phải ngồi tù thay cô. Ngay từ đầu cô không có ý định giúp tôi, cho nên cô chỉ coi tôi là bước đệm cho tương lai sau này của cô. Không thì sao, đồ tồi tệ như của cô sao có thể so sánh với tôi. Cô nên cảm ơn tôi đã cho cô cơ hội báo thù. Cảm ơn cô. Tôi nói cho cô, sau này còn không làm theo kế hoạch, tôi sẽ như Cố Ninh, nhốt cô vào viện tâm thần. Tôi không tốt như cô ta, phái người theo dõi cô. Tôi phải khiến cô sống không bằng chết. Nhớ chưa, cút mau cho tôi, thấy cô là phiền. Nếu không phải, cô có thù với Cố Ninh, cô nghĩ tôi nhìn chúng cô sao? Tôi giết cô. Mạt Nhi. Tôi giết cô, Mạt Nhi. Tiện nhân, mày mới đáng chết. Đợi chút, sao, cô ta hình như chết rồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Cảnh sát không tới bắt chúng ta chứ? Đừng sợ, cô ta chỉ là con thần kinh, chết ở đâu cũng bình thường. Đợi đến tối, anh đến sau núi chôn cô ta, không phát hiện ra. Được. Sếp thương, lại có động thái rồi, gã đàn ông đó vác bao lớn, không biết lái xe đi đâu, bao lớn, lẽ nào giết người vứt xác, chúng ta phải đi xem, có định vị vị trí không? Có, tôi đã phái người gắn định vị lên xe hắn ta, lát nữa gửi cho anh, chỉ là, sếp thương anh thật sự muốn một mình. Chuyến này không an toàn lắm, em ở nhà đợi anh đi, xin lỗi, em nhất định phải đi. Anh làm gì? Nếu em muốn đi, anh đưa em đi, nhưng em phải nhớ, không được làm việc gì nguy hiểm, trốn sau lưng anh. Mọi thứ đều có anh, biết chưa? Vâng. Không sao. Đây là cái gì? Ký hiệu. Ký hiệu. Nếu đào cái bao này lên, mà có chứa xác thật, chúng ta phải chuẩn bị tốt, bị giá họa. Không sao, có anh đây, không ngờ. Nam mặt này, đến cả chuyện giết người cũng làm ra được, bởi vì giết Cố Nhu, rồi giá họa cho em. Đây là cách báo thù em, đơn giản nhất. Đợi đã. Cô ta hình như còn sống. Còn đợi gì nữa, mau đưa đến viện điều trị. Nam Mạt là mối nguy ngầm. Không biết, cô ta lợi dụng thương gia làm chuyện gì nữa. Chúng ta tiết lộ chuyện này, để thương gia đuổi cô ta đi. Không được, chúng ta không có chứng cứ. Hơn nữa, bây giờ nói cho thương gia. Tính cách của chủ tịch thương, có khả năng vì Nam Mạt là con gái bạn cũ, sẽ mềm lòng, vậy ý của em. Chúng ta thu thập đầy đủ chứng cứ, vạch trần cô ta trước mọi người. Làm gì vậy anh còn không buông tay, em cắn anh. Cắn đây này, anh.
Bác trai, bác lần này phải làm chủ cho Mạt Nhi. Sao vậy? Còn không phải do Cố Ninh kia. Tối qua ở bữa tiệc, anh Hạ Vũ vì cứu cô ta, đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Sếp Lưu đã nói rồi, vấn đề những cặp vợ chồng trẻ liên quan gì tới cô? Thật sự coi mình là cộng hành gì? Vậy sếp Lưu có nó Cố Ninh, cậy thân phận sếp tổng SK, tùy ý câu dẫn các sếp ở công ty khác, còn chuyện ép em gái đến phát điên. Cái gì? Bác trai bác gái, chuyện này ai ai cũng biết rồi. Các bác xem. Chẳng phải chỉ là con khốn dựa vào đàn ông, thượng vị sao, có gì giỏi đâu, rõ là cô ta câu dẫn chúng ta trước, bây giờ lại đuổi ra ngoài. Cái quái gì không biết, đúng vậy, loại để phụ nữ lên vị trí sếp tổng tập đoàn, sớm muộn sẽ sụp, chúng ta đợi ngày các người bị phá sản, chúng ta đi. Cô hủy hoại tất cả của tôi, bây giờ hài lòng rồi, vui vẻ rồi, Cố Nhu, Cố Ninh. Cô không được chết yên. Bây giờ cả bữa tiệc đều biết Cố Ninh là tình nhân chủ tịch SK, vậy hai đứa con của cô ta không lẽ? Nào có lẽ đó, loại phụ nữ này, ta tuyệt đối không đồng ý. Cô ta bước vào cửa thương gia. Ly hôn, nhất định ly hôn. Tôi đi tìm cô ta tính sổ. Đây sao vậy, ngăn bố con lại, ông ấy muốn đi tìm Cố Ninh. Tránh ra cho tôi, không tránh, anh Hạ Vũ, bác trai đã đồng ý, muốn tổ chức họp báo, thừa nhận thân phận Diệp Nhi, anh biết nó nghĩa là gì không? Có nghĩa là nếu em không thành vợ của anh, thương Hạ Vũ anh, cả tập đoàn Thượng Nguyên sẽ bị truyền thống và dân chúng chất vấn. Anh Hạ Vũ, anh sẽ không vì một người phụ nữ mà mặc kệ sống chết của cả tập đoàn chứ? Đó là cơ nghiệp của bố mẹ anh, để bảo vệ tập đoàn Thượng Nguyên, cơ nghiệp bao năm, cưới loại phụ nữ như cô vào cửa, tôi thấy sớm muộn cũng tiêu. Em có gì không bằng cô ta? Sao anh nói em như vậy? Hạ nhục chính mình. Cố Ninh, tại sao tất cả đàn ông đều quanh cô? Cô đợi đấy, tôi nhất định để cô chết thảm hơn Cố Nhu. Tôi là bố của thương Hạ Vũ. Chào bác tới tìm cháu, có chuyện gì sao? Tôi là bố của thương Hạ Vũ yêu cầu cô ly hôn với con trai tôi. Hơn nữa, hai đứa trẻ trả cho chúng tôi. Muốn bao nhiêu tiền, cô đưa con số, chúng tôi hết lòng đáp ứng. Bố con các người đúng là giống nhau, đều đem bọn trẻ làm giao dịch. Xin lỗi, không thể, chắc hẳn Cố tiểu thư ở bên ngoài cũng là nhân vật có tiếng tăm. Nếu chuyện làm lớn lên, không tốt đâu. Bác trai bác có ý gì? Uy hiếp cháu, lẽ nào còn muốn tôi đem những chuyện xấu cô làm bày ra trước mắt? Con gái cũng nên có liêm sỉ chứ. Chuyện xấu, phụ nữ như cô, tôi thấy nhiều rồi, chả có gì so được với Mạt Nhi. Tóm lại, làm con dâu thương gia chúng tôi, cô không đủ tư cách. Mau ly hôn với con trai tôi không muốn nói lần hai, ra là lại là trò quỷ của Nam Mạt. Được thôi, muốn ly hôn, bảo con trai ông đích thân qua nói, nếu anh ta đồng ý, tôi không có ý kiến, chỉ có một điểm, các người đừng hòng cướp con tôi, điều cô nói dễ thôi. Đến lúc, cô không muốn ký tên phải làm sao, cô bây giờ, giấy trắng mực đen rõ ràng cho tôi. Hạ Vũ, con đến đúng lúc. Nói với người phụ nữ này, ly hôn với cô ta. Cưới Mạt Nhi, phụ nữ tiện tì này không chịu, cứ bám lấy con bằng được, con sẽ không ly hôn với Cố Ninh, cả đời cũng không, con. Anh bỏ em ra, anh làm đau em. Cái gì mà chỉ cần anh đồng ý, em không có ý kiến, lúc nào cũng có thể, hôn nhân của chúng ta, lẽ nào trong mắt em, là một cuộc giao dịch, kết thúc được ngay, em không nói vậy. Nhưng em nghĩ như vậy. Anh làm gì, em là của anh, cả đời đều là của anh. Không được, lát nữa còn đến thì sao? Không sao, anh đã đưa bọn nó đến chỗ Phùng phu nhân rồi, ngày mai Phùng phu nhân cho đi nước ngoài, tránh xa, yên tâm, Phùng phu nhân rất thích bọn nó, sẽ đối xử tốt. Sao anh biết Phùng phu nhân? Bà nội, tiểu công chúa tiểu vương tử nhà ta cuối cùng về nhà rồi, mau vào với bà nội. Bà cô xấu xa này, lén lút muốn làm chuyện xấu gì, mình phải đi xem sao? Thế nào? Cố Nhu chôn xong rồi em yên tâm, không có ai nhìn thấy. Vậy thì tốt, chúng ta chỉ cần chờ một thời cơ, làm lộ chuyện này ra, giá họa cho Cố Ninh. Chuyện này thật sự không bị lộ không? Nhỡ phát hiện là chúng ta làm,
Phải làm sao? Được rồi. Một đàn ông lớn xác làm việc lại nhút nhát. Anh. Được rồi, tạm dừng liên lạc với em. Nhớ người khác biết quan hệ của ta. Tất cả tan tành. Nếu không có Diệp Nhi, chúng ta bị phát hiện rồi. Con súc sinh này. Cố Ninh đưa bọn chúng tới Thương gia. Liệu có âm mưu, âm mưu? Đúng, Cố Ninh. Bây giờ cho súc sinh này vào đây. Nhất định phát giác gì rồi. Cho nên, mới cho súc sinh này đến Thương gia tìm chứng cứ. Không được, em nhất định ngăn chặn mọi thứ xảy ra. Trước khi họ tìm ra chứng cứ, trừ khử nó. Lại muốn giết người à? Em đây không phải giết người. Em bị ép không còn cách nào khác. Anh biết kết cục Cố Nhu. Cô ta bị Cố Ninh nhốt ở viện tâm thần. Không ra người ra quỷ. Muốn chúng ta trở thành Cố Nhu thứ hai sao? Em muốn làm gì? Có con súc sinh này. Còn sợ không có cách sao? Lúc trước thấy súc sinh này chơi khá vui. Sao bây giờ hư rồi? Anh nhớ Diệp Nhi lúc trước nói. Đồng hồ của Vũ Sập nó nhận diện. Người khác không động được. Muốn thông qua cách này, phát tin cho Cố Ninh, có lẽ không được. Chúng ta không động được. Nó có thể. Em có ý gì? A Ninh, Vũ Sập không thấy đâu, làm sao bây giờ? Không sao, đứa trẻ này luôn mang theo em trai, ra ngoài khám phá, nhưng Gia Nghĩa vẫn còn bên tôi. Mẹ lần này chị mất tích thật rồi. Cái gì, mẹ bây giờ đến? Nhân lúc họ không ở đây mình phải gọi cho mẹ, tới cứu mình. Vậy mà bắt tôi, mơ đi. Vũ Sập, mẹ nghe con nói trước, con bị nam mạt với một người đàn ông bắt cóc, nhưng tạm thời con không sao, mẹ không cần lo. Con gửi vị trí, và đoạn ghi âm tối qua cho mẹ, được, con nhất định trốn kỹ, đừng lên tiếng, mẹ đến ngay. Đã bảo anh trông chừng, người đâu, không sao, đứa trẻ 5 tuổi. Có thể trốn đến đâu, nhất định còn trong phòng, anh còn không mau đi tìm. Tiểu súc sinh, mày ở đây hả? Vũ Sập. Mình nhất định phải phấn chấn lên. Nên làm sao đây? Mình nhất định nghĩ được, nhất định có thể. Định vị Gia Nghĩa phát tới, có lẽ là ở trong đây. Vũ Sập, không cần sợ mẹ đến rồi, mẹ sẽ cởi trói cho con. Giờ người có liên quan, càng lúc càng nhiều, không biết phải đấu tới lúc nào. Đây không phải cách của chúng ta. Ngày mai Thương gia, công bố thân phận Diệp Nhi, công bố công khai, anh bây giờ lại muốn rút. Em nói cho anh, không được. Bây giờ chuyện đã thành như vậy, thậm chí còn giết người. Không được một nửa tài sản của Thương gia, em tuyệt đối không thu tay. Mạt Nhi, mọi khuyên nhủ của anh bây giờ, với em đều là phản bội. Anh bây giờ, hoặc là rời khỏi em, hoặc là im mồm. Em biết anh không rời xa em. Được thôi, vậy bây giờ anh chứng minh cho em, anh sẽ không rời xa phản bội em. Em muốn chứng minh thế nào? Hóa ra cô tỉnh từ lâu rồi. Mới tỉnh chưa được lâu. Nếu nói như thế, chúng tôi vừa nói, cô đều nghe thấy hết rồi. Vừa nãy trong lời của anh ta, như có ý khuyên nam mà từ bỏ, chỉ bằng mình lợi dụng, xúi dục anh ta, nghe thấy thì sao chưa nghe thì sao? Nếu nghe thấy rồi, mẹ cẩn thận trong tay hắn có dao. Vậy tôi... Cảm ơn cô, cho tôi lý do giết cô. Cho nên, chứng minh của anh với Nam Mạt là giết tôi. Không chỉ cô, còn con của cô nữa. Cố Ninh, muốn trách hãy trách cô ngáng đường Nam Mạt.
Tôi không phải người thích giết người. Tôi cũng không phải người xấu. Tôi sẽ cho cô cách chết đau khổ nhất. Yên tâm đi, sẽ có người đồng hành với cô. Trên đường đi, cô không cô độc. Người xấu thả mẹ tôi ra. Dừng tay. Thế nào, vẫn ổn chứ? Bắt hắn lại cho tôi. Các người dám, anh có gì từ từ nói. Đừng hại đứa trẻ, được thôi, vậy lấy mạng cô đổi mạng của nó. Mẹ đừng con không muốn đổi với mẹ. Được, tôi đồng ý, mẹ con từ nhỏ nghịch ngợm không hiểu chuyện. Lần nào cũng gây rắc rối cho mẹ. Mẹ có phải thất vọng về con phải không? Không có, mẹ chưa từng thất vọng về con. Mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới. Nếu có kiếp sau, con vẫn là con của mẹ. Vũ Sập. Bắt lấy hắn. Mang hắn đi cho tôi. Đợi chút, có lẽ anh ta có thể giúp chúng ta. Giúp cô, nghĩ thôi cũng đừng hòng. Tôi bây giờ hận không thể giết cô. Tại sao hận tội, tôi không hận cô. Nhưng cô ngáng đường Mạt Nhi, đáng chết. Vậy anh từng nghĩ giết tôi, hậu quả của anh là gì? Mạt Nhi nói rồi, bất luận kết quả thế nào, cho dù chết, cô ấy cũng giúp tôi thoát ra. Đây là giết người phải đền tội. Anh có hiểu đạo lý này không? Nam Mạt lừa gạt anh, chỉ muốn lợi dụng anh, giấu hành vi phạm tội của cô ta. Tôi nói cho cô, lời quỷ của cô, tôi không tin một chữ. Được, vậy tôi đổi cách nói. Anh có biết, cô ta sao để mình anh ở lại không? Bởi vì ngày mai họp báo Diệp Nhi, cô ấy phải tham gia. Không, là do khuyên nhủ của anh, khiến cô ta phòng ngừa. Tối nay, là lúc cô ta vứt bỏ anh. Không, không thể nào, cô lừa tôi. Trước khi Nam Mạt ở đây, lợi dụng danh nghĩa Thượng Nguyên, gọi điện cho cảnh sát, báo có người giết người. Tin là không lâu nữa, cảnh sát sẽ đưa người đến đây. Không thể nào. Cô ấy yêu tôi. Cô ấy sẽ không làm ra chuyện này. Cô ấy nói, đợi cô ấy lấy tài sản của Thượng Nguyên. Cô ấy sẽ đưa tôi, rời đi cùng nhau. Bọn họ tới rồi. Nể tình anh không gây hại, tới Vũ Sập, tôi cho anh cơ hội, giúp chúng tôi ở buổi họp báo, chỉ điểm Nam Mạt. Hoặc, anh có cơ hội giảm án. Không đồng ý cũng được, đợi con trai anh thành niên rồi. Anh có thể được thả ra, tự xem mà làm đi. Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm vậy? Lúc đối mặt với phú quý bị lòng tham che mờ, nếu có được một sẽ muốn có hai, Nam Mạt là con người không có đạo đức. Nếu tôi giúp các người cho tôi cái gì? Một số tiền đủ để, anh nuôi con trai sống cả đời, ít nhất trước khi anh ra tù, thằng bé không quá khổ. Thật không? Tôi lấy thân phận xếp tổng SK, thề với anh. Ở hiện trường, là nhân chứng của anh. Được. Nếu đã như vậy, tôi cung cấp cho cô manh mối quan trọng. Cố Nhu chết rồi, bị tôi chôn ở sau núi. Nam Mạt, cô ta muốn uy hiếp cô. Cô cẩn thận chút, Cố Nhu còn sống, được chúng tôi cứu, đã đưa vào viện, tiến hành chăm sóc bí mật. Cái gì? Bố mẹ đều rất lợi hại, họ là hiện thân của Anchaman. Xếp thương, một tin tốt một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước? Đừng ép tôi đập anh. Họp báo bắt đầu rồi, nếu anh vẫn không chịu tới, Chủ tịch Thương sẽ thay anh đích thân nhận Thương Diệp. Còn cái nữa. Cố Nhu tỉnh rồi. Cố Nhu tỉnh rồi. Thật sao? Vâng. Nhưng họp báo vẫn tiến hành như đã định. Phải ngăn chặn mọi thứ mới được. Anh có dự tính gì? Anh đã phái người đi đón Cố Nhu. Nhưng vẫn còn chứng. Chúng ta chia ra hành động. Em đem ra nghĩa mấy người. Đến họp báo trước. Vâng. Bà xem, thời gian họp báo sắp tới rồi. Nó sao vẫn chưa tới? Có lẽ bị trì hoãn bởi cái gì đó. Đợi thêm đi, chuyện gì vậy? Xếp Thương sao chưa tới? Tin ngoài lề, nghe nói Xếp Thương không nhận đứa con trai này, có lẽ đang bực tức ở nhà. Bác trai, hay là cháu đi tìm AMH Hạ Vũ, cháu gọi cho anh ấy cũng không được, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không cần. Bác thay thằng nhóc này lên. Các vị, chào mừng tới buổi họp báo của tập đoàn Thượng Nguyên. Chúng tôi, đợi đã. Cố Ninh. Sao cô đến đây? Không phải cô đã, nhờ phúc của cô, vẫn sống khỏe. Tôi biết anh ấy ở chỗ cô không muốn Diệp Nhi nhận tổ tông, không cho anh ấy đến. Nhưng, cô tức giận cứ chút lên người tôi,
Diệp Nhi vô tội, cô đừng hại nó, đây là chuyện gì? Lại liên quan tới sếp Cố, anh vẫn chưa biết à, chuyện giữa sếp Thương với sếp Cố đã lan truyền rồi, các cơ quan truyền thông chưa tuyên bố, đợi bọn họ lên tiếng. Xin cô, cho Diệp Nhi về nhà đi, cô rốt cục nói gì vậy? Về nhà liên quan gì tới tôi? Sao lại là cô lại nói mặt Nhi cái gì? Để con bé khóc như vậy, phụ nữ như cô, sao lại độc ác vậy? Nếu nói bắt nạt, sao không nói nam mặt bắt nạt An Ninh? Ông đúng là vớ vẩn, chẳng muốn nói với bà. Sếp Cố, sếp Thương đâu, sao anh ta chưa đến? Đúng vậy, cô đến rồi, sếp Thương sao chưa đến? Có phải trốn rồi không? Sếp Thương cũng không tới sao? Đừng ra vẻ nữa, tôi biết, đây đều do cô xúi giục. Cô nhất định biết vị trí của nó, mau bảo nó qua đây, tôi không quen sếp Thương gì. Cái gì? Nhìn đi, sếp Thương đến rồi. Sếp Thương, là anh. Là anh biết em bất ngờ, đừng ngạc nhiên trước, đợi chuyện này qua, anh sẽ giải thích cho em. Xin lỗi, bây giờ mới xuất hiện, ở buổi họp báo, nhưng tôi xuất hiện ở đây, không phải tiến hành tiếp, mà muốn buổi họp báo này, hủy bỏ ở đây, nghịch tử, mày biết mày đang nói gì không? Anh Hạ Vũ, sao anh lại như vậy? Em không phải đã, thành toàn cho các người, sao anh vẫn làm vậy với em? Xin lỗi, không biết cô đang nói gì? Được, nếu đã như vậy, vậy hãy để mọi người biết, các người là đôi cậu nam nữ thế nào? Mặt Nhi, cháu đang làm gì vậy? Bác trai, cháu cũng hết cách, đều do bọn họ ép cháu, tôi kinh ngay không sợ chết đứng. Nhưng nếu những gì cô nói là giả, tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ mình. Các vị, tôi với anh Hạ Vũ, vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm cực kỳ tốt. Lúc bàn về hôn nhân, tôi có thai ngoài ý muốn, tôi vui vẻ nói cho anh ấy lại bảo tôi phá đi. Sau đấy tôi mới biết, hóa ra trước khi tôi có bầu, bọn họ đã ở bên nhau, còn mang thai cùng lúc với tôi. Xem ra, cặp song sinh của sếp Cố, bằng tuổi Thương Diệp, nếu như là thật vậy. Vậy thì độc ác quá, đúng thế, trước tôi còn cảm thấy, họ là một đôi đẹp, cũng là dẫm lên vị trí người khác. Chuyện nam mặt tiểu thư nói, sếp Thương có gì muốn nói không, chuyện vô căn cứ. Hạ Vũ Anh vì loại phụ nữ này, lời như vậy cũng nói ra được, lời nam mặt vừa nói lúc nãy. Trừ thanh mai trúc mã và cặp song sinh, còn lại đều là vô căn cứ. Còn nữa vợ của tôi, từ đầu tới cuối chỉ có một mình Cố Ninh, tôi cũng chưa từng thân mật với ai khác. Anh chứng minh thế nào về tiểu thiếu gia Thương Diệp, cái gì cũng có thể làm giả, con thì không giả được. Tôi chưa từng thừa nhận, Thương Diệp là con trai tôi, anh chưa từng thừa nhận, nhưng không chứng minh là không phải. Đúng vậy, sếp Thương lời này của anh, giống với cha nam, nó không phải con tôi tại sao phải nhận, lẽ nào ai lên giường, đến nói là con anh cũng nhận sao, nghịch tử, mày biết mày đang nói gì không, cha con có chứng cứ chứng minh, Thương Diệp không phải con. Đây là chứng cứ bác trai cũng xem qua, báo cáo kiểm định Diệp Nhi, mới cho Diệp Nhi về nhà, không biết lấy đâu ra, báo cáo kiểm định giả vu oan Mặt Nhi, mày nghĩ mày tùy ý tìm, chứng cứ quỷ quái này, tao sẽ tin à, đúng là trò cười. Yên tâm anh vẫn còn. Các vị ngồi đây, đều là những người ưu tú trong ngành, tin rằng mắt mọi người, có thể phân định thật giả. Mày muốn hủy hoại tập đoàn Thượng Nguyên à? Cha con không làm gì cả, mặc kệ phụ nữ này ở tập đoàn Thượng Nguyên ta, mới hủy hoại tập đoàn Thượng Nguyên. Báo cáo kiểm định giả này, trung tâm rất uy tín, có lẽ không giả được, đúng vậy chúng ta suýt bị nam mặt này, lừa gạt rồi. Tôi nghĩ báo cáo giả này, đủ để chứng minh Thương Diệp, không phải con tôi rồi. Nam mặt lợi dụng báo cáo giám định giả, để con trai mình, trà trộn vào tập đoàn Thượng Nguyên, muốn kiếm tiền từ tập đoàn Thượng Nguyên, Mặt Nhi. Đây là chuyện gì? Bác trai tin Mặt Nhi đi. Bác nhìn Mặt Nhi lớn lên, tính cách Mặt Nhi thế nào bác rõ nhất, Mặt Nhi tuyệt đối không làm chuyện như vậy đâu, Mặt Nhi chưa từng nghĩ làm ra chuyện như này. Mặt Nhi chưa từng nghĩ làm ra chuyện như này, cho dù về Thương gia ăn cơm thừa canh cặn, Mặt Nhi vẫn sẽ quay về, vì đó là nhà của Diệp Nhi, cháu chưa từng nghĩ tới làm chuyện như vậy. Mặt Nhi đứng lên đã mặt đất lạnh. Bác trai bác gái, Mặt Nhi thề với trời, nếu cháu có cách nghĩ ấy, cháu bị sét đánh chết không yên, đủ rồi. Nếu để bố mẹ cháu Linh trên trời nghe được lời này, đau lòng biết bao, bọn ta tin cháu là được rồi. Vậy cô giải thích thế nào? Báo cáo kiểm định của Thương Diệp, chuyện làm giả, Diệp Nhi không thể là giả được,
Khả năng duy nhất tôi cũng bị cơ quan này lừa. Chứng minh là giả, con của tôi không thể là giả được. Tất cả hôm nay đều do cô hết, cô còn gì để nói? Liên quan gì tới tôi? Cô xúi dục anh Hạ Vũ. Vu oan tôi muốn tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên. Vu oan hay sự thật? Cô đừng nghĩ lúc quỳ xuống, nói mấy câu nhẹ nhàng, có thể chứng minh hiềm nghi cô làm giả. Cô, đủ rồi. Trong nhà này có tôi tin mặt Nhi là đủ rồi. Sếp Cố, đây là buổi họp báo của tập đoàn Thượng Nguyên, mời cô ra ngoài. Cố Ninh là vợ con, là thiếu phu nhân tập đoàn Thượng Nguyên, tại sao cô ấy phải đi? Bố rất tin Nam mà sao, con có bằng chứng khác, có thể chứng minh tất cả. Bố rất tin Nam mà sao, con có bằng chứng khác, có thể chứng minh tất cả. Bố sau khi nghe chứng cứ này xong, con xem bố còn tin cô ta nữa không? Chuyện này có chắc, có khe hở không? Bị cảnh sát bắt là do chúng ta làm phải làm sao? Em nói được là được. Đàn ông lớn làm việc lại nhút nhát. Anh. Được rồi, hai ngày này đừng liên lạc. Người khác biết quan hệ giữa chúng ta, tan tành hết. Mặt Nhi, chuyện này là sao? Bác trai, đây không phải giọng cháu. Đây là Hợp Thành, đúng. Đây chính là Hợp Thành. Kỹ thuật AI lợi hại như thế. Hợp Thành một đoạn, không khó đâu. Nó là Hợp Thành, vậy người thì sao? Ra đây đi. Anh là ai? Câu này nên hỏi Nam Mặt. Các người vì sao muốn làm khó tôi? Tôi chỉ muốn Diệp Nhi, nhận tổ quy tông mà thôi. Các người lại tìm một diễn viên tới ép tôi. Mặt Nhi, anh, cháu không quen anh ta. Mặt Nhi, anh bỏ tôi ra, anh cút đi. Kẻ tồi tệ như anh, rác rưởi, phải bị cảnh sát nhốt vào tù. Người sẽ không có phản ứng mạnh như vậy. Với chuyện không có căn cứ, xem ra Nam Mặt quen người đàn ông này. Hơn nữa, đều tham lam tài sản tập đoàn Thượng Nguyên. Chuyện đến nước này, cô còn muốn giải thích gì? Cố Ninh, cô nghĩ mình thuần khiết như ngọc à? Chuyện ghê tởm bẩn thỉu cô làm, nghĩ là mọi người không biết sao? Được, nếu đã như vậy, ai cũng đừng hòng sống tốt. Tôi muốn báo cáo, Cố Ninh giết người, còn giết em gái cùng tộc cô ta. Còn giết em gái cùng tộc cô ta. Sếp Cố, cho hỏi chuyện này, có thật không? Cô phủ nhận hại em gái mình. Chuyện của Cố Nhu không? Cố Ninh, tất cả do cô ép, tôi không sống tốt, cô cũng đừng hòng. Bác trai, cái xác ở sau núi, bác mau tìm người, đào cái xác ấy lên. Đợi đã, bác cứu cháu không quen anh ta. Cố Ninh, cô còn muốn nói gì? Nếu như sau núi, không có xác như cô nói, lúc ấy nên làm gì? Nếu như không có, tôi tình nguyện thừa nhận tất cả. Nhưng nếu sau núi có cái xác, cô phải rời khỏi thương gia, rời khỏi vị trí xếp tổng SK, sau đó tự thú ngồi tù. Được, không vấn đề. Đây là cô nói. Đừng có hối hận, cô đừng có hối hận mới đúng. Người đâu? Ra sau núi đào xác lên. Rõ thưa chủ tịch, không sao. Không lâu nữa, cô sẽ biết, cô ngu cỡ nào. Đến cuối cùng không ai biết, người ngu xuẩn là ai. Xếp thương, chúng tôi ra sau núi. Phát hiện, thế nào, có phải phát hiện ra xác? Không, sau núi không có xác chết. Không thể nào, sao có thể? Bác trai, bác nhất định phải tin cháu. Cố Ninh giết người, Mặt Nhi cháu khiến ta quá thất vọng. Đồ phản bội, không phải anh nói với tôi, anh chôn xác chết ở sau núi, người đâu anh nói đi, bởi vì Cố Nhu căn bản chưa chết. Nam Mặt, không ngờ tới nhỉ, tôi còn sống, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại, là ra đây chỉ điểm cô. E là trải nghiệm chuyện đã qua, chỉ người trong cuộc hiểu rõ. Im mồm, cô đừng nói. Cố Nhu, không phải cô hận Cố Ninh nhất sao? Cô nói với tôi cô hận đến chết, là cô ta hại cô thành như vậy. Tôi hận Cố Ninh, nhưng tôi vẫn rất rõ, ai muốn hại tôi? Ai là người cứu tôi? Chuyện là như thế nào? Mau nói, Nam Mặt nói. Chỉ cần Cố Ninh chết, cô ta danh chính ngôn thuận, thành thương phu nhân. Tôi cũng muốn ra ngoài, mục đích của chúng tôi đều là một. Khi kế hoạch thất bại cô ta lại, tức đến nỗi muốn giết tôi. Còn với Cố Ninh phát hiện ra chuyện này, chúng con ra sau núi đào Cố Nhu lên, phát hiện cô ấy vẫn còn thở. Thế là cứu cô ấy về. Xin lỗi, vị nào là Nam Mặt? Nam Mặt tiểu thư bị nghi, giết người và báo cảnh sát sai. Chúng tôi đưa cô về đồn tiếp nhận điều tra, chính là vị này. Nam Mặt tiểu thư, làm phiền theo chúng tôi, anh ta cũng tham gia chôn xác, tại sao chỉ bắt tôi, cô, cùng đưa đi. Yên tâm đi, sẽ giúp bản án của anh được giảm. Thương Diệp vẫn ở thương gia,
Đợi anh trở về, anh nhờ và Cố Ninh thì đã sao? Vẫn bỏ rơi anh như giày rách thôi. Diệp Phàm, anh chính là con chó vô dụng, tôi chết cũng phải kéo anh theo. Dám phản bội tôi tiện nhân. Cố Ninh, cô không chết yên đâu. Đợi tôi ra tù, cô chết chắc. Bỏ tôi ra, tôi tự đi được. Cảm ơn các vị phóng viên. Đến buổi họp báo tập đoàn Thượng Nguyên, những gì vừa xảy ra, mong mọi người quên đi. Bây giờ, tôi với vợ tuyên bố, tập đoàn SK và tập đoàn Thượng Nguyên chính thức liên hôn. Ông nội, bà nội. Ông nội, là gọi ông sao? Vâng ông nội, chúng ta cùng lên bục đi. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà nên đứng cùng với nhau. Thấy chưa, cháu ruột nói rồi. Ông làm ông nội, vậy mà vẫn thờ ơ. Được, ông nội nghe cháu, đi. Em sao vậy? Không sao, ấy, mẹ. Mẹ thế nào rồi? Gia Nghĩa lo cho mẹ lắm. Yên tâm, mẹ không sao. Bác sĩ nói em lao lực. Còn nữa, An Ninh, tại sao không nói cho anh? Em, cơ thể em làm sao? Mấy người đừng giấu An Ninh nữa. Thật là, mẹ sắp cười thành tiếng rồi. Rốt cục chuyện gì vậy? An Ninh à, trong bụng con, có tiểu bảo bảo rồi. Thật không? Sau này ra ngoài, anh sẽ phải ở cạnh em, không rời nửa bước. Con cũng muốn làm, ăn chăm an bé nhỏ bên cạnh mẹ, bảo vệ mẹ. Cố Ninh à, bác trai. Không sao, chúng ta là người một nhà. Người một nhà không có thù dai. An Ninh à, sao con vẫn gọi bác trai, có phải nên gọi bố mẹ không? Không vội, con còn nợ một hôn lễ. Hôn lễ, đúng, An Ninh à, phải hoành tráng, vào cửa Thương gia ta. Cũng tốt, Thương gia chúng ta, lâu rồi không có chuyện đại hỉ, nếu đã công bố truyền thông rồi, chuyện liên hôn giữa SK và Thượng Nguyên. Vậy bắt tay vào làm hôn lễ đi, phải nắm bắt mới đúng, nếu không bụng An Ninh lớn rồi, sẽ quá chật nếu mặc váy cưới. Không phải đang thương lượng sao? An Ninh phải nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước. Trông cô, rất hạnh phúc. Cô muốn nói gì? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy mỉa mai. Cô biết không, khi tôi tỉnh lại, phát hiện bản thân được cô cứu, ngay lúc đó, chỉ cảm thấy sự xấu hổ, một đời người, xấu hổ cộng với tính mạng. Không đáng nhắc tới. Đúng. Bây giờ tôi sống lại một kiếp, mắt nhìn thấy rất nhiều thứ. Tôi biết giờ tôi xin lỗi cô cũng không tha thứ. Tôi chuẩn bị đi tự thú, tôi tranh với cô cả đời. Chết một lần mới phát hiện, trước vì tranh với cô những vật ngoài thân của mình, thật buồn cười. Tôi nghĩ đến lúc đi tìm bố mẹ đền tội rồi. Vậy tôi kêu người đưa cô đi. Cần anh giúp không? Sao anh lại đến? Lần này đến là muốn tạm biệt với em. Xin lỗi, không tham gia hôn lễ của em. Sao vậy? Công ty nước ngoài xảy ra vấn đề, cần anh đi giải quyết. Yên tâm, không phải vấn đề lớn, chó liếm. Vậy làm phiền anh rồi. An Ninh à, em phải hạnh phúc đấy, nhất định hạnh phúc. Yên tâm, em sẽ. Đi thôi, anh chậm chút, chậm chút. Cô dâu chú rể, hai người quen chưa lâu, vẫn trong thời gian nồng nhiệt. Không phải đâu, bố mẹ, 6 năm trước đã quen nhau rồi. Không sai, đó là một câu chuyện rất dài, tận một ngày một đêm cũng không hết. Ninh Ninh, em bây giờ là của anh rồi. Đúng vậy, anh bây giờ hối hận, muộn rồi đấy, anh đúng là hối hận, không cưới em sớm hơn. Ninh Ninh, đời này, anh không muốn buông tay em. Anh yêu em, rất yêu em. Trẻ con chụp ảnh bà khóc cái gì? Khóc vì sung sướng, khóc vì sung sướng mà. Chỉ bằng chúng ta nhân cơ hội này, chụp bức anh gia đình đi, được thôi. Chúng ta cuối cùng có gia đình hạnh phúc của riêng mình rồi. Nào, mọi người nhìn vào đây, 1, 2, 3 cười một cái. Bố ngại ngùng. Nào nhìn vào tôi, thêm tấm nữa, wow mọi người nhìn, đó là cái gì? Hết.